Đây là podcast về những trải nghiệm có thật, có thể gây kích động. Bạn vui lòng đọc phần mô tả từng tập và cân nhắc trước khi nghe. Từ bé, ấy, nếu như mà những cái bạn nam khác ấy, thích chơi những cái thứ vận động, thể thao thì em thích làm đồ thủ công này hoặc là ở nhà đọc sách này, xem hoạt hình này và em cũng hay chơi với con gái. Ấy thậm chí bố mẹ còn đưa đến các cơ sở y tế, đưa đến bệnh viện lớn và tìm cách để sửa đổi xu hướng tính dục. Thậm chí có những người cha mẹ sẽ bắt ra hầu đồng bởi vì họ nghĩ rằng là con của họ đang bị ảnh hưởng bởi một yếu tố tâm linh khiến cho con của họ trở nên như thế những cái bạn trai thẳng mà em đã thích trong cuộc đời em tất cả họ đều biến em trở thành một người em trai trong nhà và chiều chuộng em cái hiện tượng đồng tính không phải là một cái thứ bây giờ nó mới xuất hiện nó đã có một cái lịch sử từ khi manh nha của xã hội loài người rồi mọi người hay bị một cái lối tư duy đó là đồng tính sẽ đi kèm với việc là sẽ không thể duy trì nói giống nhưng mà ở thời hiện đại ngày nay nó không phải thế người sẽ nghĩ bạn gái em nào cũng đi làm những cái hành động nó quấy rối nó không phù hợp với những bạn nam khác kể cả bố em có chấp nhận em hay không thì bố em vẫn là bố em bạn đang nghe trải để nghiệm podcast về những trải nghiệm ít được nói ra trong cuộc sống và mình là Coach Mai Anh. Chào em, cảm ơn em vì đã nhận lời tham gia podcast trải để nghiệm ngày hôm nay. Cảm ơn chị, em cũng rất vui khi được uh, mời để chia sẻ câu chuyện của mình. Ừ. À, thật ra thì uh, mình cũng biết nhau khá là lâu rồi đủ để chị có một cái hiểu biết qua về đời sống tình yêu hay là hẹn hò của em thì chị cảm thấy là có lẽ là cái câu chuyện của em nó sẽ là một cái sự đại diện cho gay dating không biết là có gương đại diện ở hà nội được không nhưng mà chị cảm thấy là có khá là nhiều bạn gay đồng tính nam thậm chí cả đồng tính nữ ngoài kia hoặc là các bạn có xu hướng tính dục không phải là dị tính cũng sẽ có khá là nhiều cái sự tương đồng trong cái trải nghiệm của em À vì vậy thì chị nghĩ là sẽ thật là tuyệt vời nếu như em có thể chia sẻ được câu chuyện của mình rất là cởi mở trong buổi ngày hôm nay thế thì từ bao giờ mà em xác định được là mình là gay nhỉ em nghĩ là cái việc là nhận diện bản thân đối với em nó xảy ra khá là sớm ừ. bản thân đã cảm thấy được là mình có một cái gì đấy hơi bị thu hút bởi những cái bạn nam khác từ ừ. hồi rất là bé rồi. Từ hồi đi học tiểu học hay là cấp 2 gì đấy cũng đã hay để ý các cái bạn các bạn nam khác rồi. Nhưng mà thật sự là từ trước khoảng trước 16 tuổi thì cái này đấy cũng không rõ ràng, mình cũng không cái hồi đấy cũng bận nhiều chuyện, bận uh, chuyện học hành các thứ nên mình cũng và bản thân mình cũng chưa sẵn sàng, mình cũng chưa biết nó là gì nữa. Nên là không bao giờ nghĩ ngợi hay là tìm hiểu gì về cái đấy cả nhưng mà đến tháng đầu lớp 10 thì uh, có một cái trải nghiệm nhỏ nhỏ với một bạn nam ở cùng trường Và từ đấy thì xác định được rõ cái uh, tính hướng của mình là cây ừ, ok. Thế ừ. thì có nghĩa là em phỏng đoán hồi đấy em còn năng cấp 2 Và theo như chị thấy đó là những cái năm tháng mà ở Việt Nam chưa có thực sự uh, mọi người cởi mở về việc này Thế thì hồi đấy em có lo sợ hay là có cái suy nghĩ gì là mình kiểu mình khác biệt hay là mình lập dị không? Em nghĩ với cái trải nghiệm cá nhân của em thì hầu như là không. Em có được một cái may mắn đó là sinh ra lớn lên trong một cái gia đình có một cái môi trường giáo dục đối với con cái rất là cởi mở từ bé. Em có cái sự tự do gói không gian nhất định để nghĩ cái điều mình muốn nghĩ và làm cái điều mình muốn làm. Chỉ cần là nó... Đối với bố mẹ em với cái... À, giới hạn thấp nhất ấy thì nó chỉ là nó phù hợp với đạo đức và nó không vi phạm pháp luật là được. Thế còn à, em không phải lo lắng nhiều quá về vấn đề là bản thân mình khác biệt hay là như thế nào so với những người khác. Ừ. Thế là em không có một cái trải nghiệm gì ừ. uh, rất là độc hại hay là đau khổ gì về cái vấn đề bản thân mình như thế nào cả. Ừ. Em chỉ nó chỉ là một quá trình rất là rất là nhẹ nhàng, rất là chậm rãi mình tự nhận nhơ quan sát bản thân mình thôi. Ừ thế thì chị tò mò ấy là bố mẹ em đã có những cái lời nói hay là có những cái lời dạy như thế nào về em để cho em cảm nhận được cái sự chấp nhận cái sự thoải mái đấy ở trong cái cái lĩnh vực là mình tự tìm hiểu cái xu hướng của bản thân thật ra để mà nói thì uh, bố mẹ em dù có thoải mái như thế nào chăng nữa thì một phần trong họ vẫn là có một cái chút gì đấy hơi truyền thống theo cái kiểu người việt nam ừ người miền bắc việt nam cụ thể là như thế cho nên là để mà nói ra thành lời thì em nghĩ là không có nhiều lắm hoặc là không có nhưng mà bố mẹ đối xử với em một cách mà em được những cái ý kiến của cá nhân em được tiếp thu về những cái chuyện khác nó làm cho em tạo ra một cái không gian an toàn mà cảm thấy là em không cần phải sợ khi mà thể hiện bản thân mình ra ừ, ừ. nên là nếu mà nói nói là có một có những cái câu những cái hành động gì đấy cụ thể về cái vấn đề này về cái vấn đề tính hướng thì em không nhớ được nhưng mà nhìn chung là em có một cái cảm giác là gia đình em khá là cởi mở ừ. em có nghĩ rằng chính nhờ cái sự cởi mở này khiến cho mình ý thức về hướng tính dục của bản thân sớm không nghĩ thế em có không gian và em cũng không hề cảm thấy là phải sợ phải né tránh gì cả ừ. chị hỏi thế bởi vì là chị có từng tiếp xúc với một số những cái bạn mà bạn ấy là gay mà bạn ấy biết là cha mẹ bạn ấy rất là phản đối thì khi mà bạn ý thức được vào tầm cấp 2, cấp 3 gì đó nhưng mà bạn ấy sẽ liên tục bạn ấy tìm cách bạn ấy phủ nhận cái xu hướng tính dục của mình hoặc là bạn ấy sẽ cố gắng tỏ ra là mình kiểu mình nam tính. Có một cái cụm là người ta bảo là thường là chúng ta sẽ phải chứng minh cái sự nam tính của mình kiểu thế nào là một người đàn ông ấy. Ví dụ là họ sẽ phải tỏ ra là họ chơi thể thao, họ tỏ ra thậm chí họ còn phải fake uh, kiểu đang thích bạn nữ này, bạn nữ kia để cho bố mẹ mình yên tâm và đôi khi cái việc cố tình fake đấy khiến cho họ thậm chí còn tự tự uh, phủ định cái xu hướng của bản thân thì không biết là em có bao giờ trải qua việc đấy hoặc là em có từng biết những cái người xung quanh em phải trải qua cái việc tự phủ định xu hướng tính dục của bản thân không? Thật ra cái việc mà cố gắng tỏ ra hay là tạo ra một cái hình ảnh gì đấy trước mặt bố mẹ thì um... Em không có nhiều trải nghiệm kiểu này lắm bởi vì là gia đình em đã thoải mái từ bé. Có một cái là em nghĩ là từ bé nếu như mà những cái bạn nam khác ấy, thích chơi những cái thứ vận động, thể thao thì em thích làm những cái đồ thủ công trước các cái chương trình như VTV2 làm đồ thủ công này hoặc là ở nhà đọc sách này, xem hình này. Và em cũng hay chơi với con gái nhưng mà bố mẹ em không bao giờ chưa từng bao giờ có bất cứ một ý ừ. kiến gì về cái việc đấy cả và cũng không cố gắng điều chỉnh em là phải làm cái này nhiều hơn phải làm cái kia nhiều hơn vì em là con trai chưa bao giờ em phải nói như thế có một thời gian là bố mẹ em bắt em đi tập thể dục rất nhiều nhưng không phải là vì em không giống con trai ừ. mà vì hồi đấy em hơi thừa cân một chút thôi thì em thì em không giỏi làm môn thể thao cho nên là khi em em bảo là em không thích chơi nữa thì bố mẹ em cũng rất là thoải mái và ừ. ok với việc đấy nên là em cũng không cần phải cố gắng để tỏ ra như thế nhưng mà có một cái thời gian trước lớp 10 ấy, em vẫn tỏ ra là em không quan tâm gì đến chuyện yêu đương em không quan tâm chỉ đến chuyện yêu đương một phần cũng là vì em ngại em em chưa biết định hướng bản thân như thế nào phần thứ hai là do cái cá tính của em em không thích chia sẻ cái chuyện tình cảm riêng tư cá nhân của mình cho ai lắm nên là em cũng uh, tỏ ra là em không quan tâm đến việc yêu đương thôi chứ em cũng không cần phải tỏ ra là em cố thích bạn nữ này hay là như thế này ừ. thế kia nhìn chung thì em nghĩ là em không bị cấm đoán phải làm những cái điều cụ thể như thế này để tỏ ra giống con trai hơn và thứ hai là cái việc mà em cố né tránh cái việc yêu đương thì đó là do cái cá tính cá nhân của mình không thích chia sẻ chuyện uh, tình cảm thôi chứ không phải là vì do môi trường gia đình cấm đoán như thế nào mà dẫn tới cái 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 quyết định thực hiện những cái hành động như thế nếu mà để nói về những người xung quanh những người em quen biết trong cộng đồng LGBT mà phải trải qua những cái trải nghiệm tương tự như thế thì em nghĩ là em cũng có từng nghe nói qua một vài bạn cũng có khoảng độ một vài bạn người yêu cũ của em bị uh, gia đình quản chế khá là chặt và cố gắng làm mọi cách để các bạn ấy không cong nữa là họ sẽ đưa ra những cái lời đề nghị gì họ không đưa ra những lời đề nghị mà họ đưa ra thẳng những cái hình thức phạt hoặc là gian đe luôn ừ ví dụ như nào nào ví dụ như là hồi cấp ba em có quen một bạn khi mà bọn em mới quen nhau thì không biết làm thế nào mà bố mẹ bạn ấy phát hiện sau đấy là bạn ấy rất hay bị theo dõi điện thoại máy tính có một vài lần thì bạn ấy còn bị đánh nữa bị đòi cắt đứt liên lạc cái motif khá là phổ biến như thế vài năm sau em quen một bạn khác thì bố mẹ bạn ấy cũng gần như thế cũng hay kiểm soát con cái theo cái kiểu là đọc trộm tin nhắn hoặc là bạo lực bằng ngôn từ hoặc là bằng hành động thì em cũng có một vài trải nghiệm nhất định với những cái bạn như thế Hôm nọ có một bạn gay, bạn ấy tìm đến chị và bạn ấy kể là bạn bè của bạn ấy gần đây mới bị phát hiện và thậm chí bố mẹ còn đưa đến các cơ sở y tế, đưa đến bệnh viện lớn và tìm cách gọi là gì nhỉ, tìm cách để sửa đổi cái xu hướng tính dục đấy, kiểu thay đổi hormone cho người có cả những cái điều trị và các bạn đấy để làm bố mẹ hài lòng hoặc là các bạn ấy sợ thì các bạn ấy cũng chấp nhận những cái sự điều trị đấy nhưng mà ai cũng biết là chắc chắn chuyện này nó sẽ rất khó có thể thay đổi được, nhưng mà họ phải chấp nhận họ uống thuốc, thậm chí có những người cha mẹ sẽ bắt ra hầu đồng hay là chị cũng không biết được nhưng nhìn chung là có một cái sự can thiệp tâm linh nào đó, bởi vì họ nghĩ rằng là con của họ đang bị ảnh hưởng bởi một cái yếu tố tâm linh khiến cho con của họ trở nên như thế. Và chị cảm thấy rằng là khi mà họ chấp nhận là họ làm ấy thì nó cũng để lại những cái vết hằn tâm lý rất là lớn rồi thì em cảm thấy thế nào hay là em có bao giờ em nghe về những cái câu chuyện đấy không? Thỉnh thoảng em có nghe đọc được một vài bình luận thứ ở trên mạng về cái viên vấn đề là có những người họ vẫn còn giữ những cái quan điểm cho rằng là đồng tính là một thứ bệnh đấy và có thể chữa được. Ừ. Nhưng mà cá nhân em thì cái tính cách của em em không cố em cố gắng là tránh lo quá nhiều việc mà không phải là của mình. Nên thực ra em cũng chỉ biết qua thôi và nếu nó không trực tiếp xảy ra đối với cuộc sống của em hoặc là nó quá là gần gũi thì nhiều khi em cũng không không nắm được rõ lắm ngoài đời em cũng chưa bao giờ gặp phải một cái trường hợp nào có ai như thế cả cho nên ừ. là em không có nhiều không có quá là nhiều hiểu biết về cái này tuy nhiên thì em cảm thấy rất là tiếc thứ nhất là tiếc cho bản thân những người làm cha làm mẹ họ chưa thực sự nắm bắt được cái ánh sáng của khoa học họ ừ. chưa có được cái lối suy nghĩ nó phù hợp họ sẽ được tìm hiểu thêm về những cái đấy để có một cái nhận thức đúng đắn hơn em thì em không có xu hướng là em sẽ oán trách phản đối những cái người như thế thực ra em 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 sẽ cố gắng là hiểu theo cái hướng là thật ra bản thân những cái người làm cha làm mẹ bản thân những người có suy nghĩ đấy họ chưa từng có thể là họ chưa từng có điều kiện để ừ. họ tiếp nhận được những cái tư tưởng những cái tư tưởng mới họ chưa bao giờ có thể nghĩ nhiều hơn hoặc là nhìn xem nhiều hơn để để có được những cái tư tưởng mới nên cho nên là em mới nói nó là một điều đáng tiếc chứ thực ra nhiều khi em nghĩ cũng chưa hẳn phải là lỗi của họ. Còn về đối với những cái bạn mà chịu cái sự điều chỉnh đấy của gia đình thì tất nhiên Nó là một cái điều rất là đáng tiếc và mình không không ai muốn phải xảy ra như thế rồi. Thật ra thì uh, chị nghĩ là cái trải nghiệm của chị với các khách hàng thì chị thấy uh, mọi người hầu hết đều hành động bởi những cái niềm tin của mình. Và em nghĩ rằng là cái vấn đề truyền thông giáo dục Ừ. và làm công tác văn hóa cần phải sâu sát hơn vào những cái vùng xám như thế ừ. bởi vì đấy, đấy chính là cái 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 chỗ cho chúng ta làm khi chúng ta làm về truyền thông hoặc chúng ta làm về giáo dục giáo dục trung quy là để dẫn cho chúng ta nhìn thấy nhiều hơn quan sát được nhiều hơn và có được cái nhìn nhận nó đúng đắn thì không biết nhưng nó phù hợp với cái xu thế của 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 thời đại và nó có ích hơn cho cái sự tồn tại một cách hạnh phúc và tốt đẹp của con người ừ. thì em nghĩ Đối, nếu mà vẫn còn những cái trường hợp như thế xảy ra thì nó chỉ luôn là một cái lời vẫn là một cái lời cảnh báo rằng là chúng ta vẫn còn một vấn đề gì đấy trong xã hội chúng ta ừ. trong sự trong cái nền giáo dục chúng ta mà chúng ta cần phải làm một cái điều gì đó để cải thiện nó cái điều mà em nói là vùng xám ấy thì có một số người đặc biệt là một số những cái phụ huynh mà người ta theo kiểu thế hệ trước người ta rất ngại nói về những cái vấn đề nhạy cảm như là tình dục này hay là xu hướng tính dục họ cảm thấy là những cái điều đó họ ngại nói hoặc họ cảm thấy là khi nói về nó thì gần như là vẽ đường cho hưu chạy họ sợ là con nghĩ về nó nhưng có một cái điều không thể nào phủ nhận là con cái chắc chắn sẽ nghĩ về như em nói đó đó là em bắt đầu cảm thấy được điều gì đó bản thân mình từ năm cấp 2 và chị nghĩ là cũng có nhiều người giống như em họ cũng cảm nhận được chẳng qua họ không nói cho đến những khi mà họ đã trưởng thành họ đã đủ cứng cáp và đủ uh, gọi là chắc chắn với các mặt tài chính rồi thì tinh thần của họ. Ngoài ra thì chị nghĩ là cái phần này này khi mà họ tìm cách thay đổi một người ấy, và họ nói rằng là đấy là cái bản năng của con người là phải kiểu duy trì nói giống. Cho nên những cái người như thế kia thì bất thường ấy thì cũng có những cái lý lẽ của mình nhưng mà chị muốn tò mò là hỏi về cái lý lẽ của em. Nếu như có người họ đặt về cái chuyện là duy trì nói giống lên để thành một cái kim chỉ nam của nhân loại. Ấy, thì em sẽ nói là gì? Em không có quá là nhiều ý kiến hoặc là kiến giải về cái vấn đề này lắm. Nhưng em nghĩ rằng cái hiện tượng đồng tính không phải là một cái thứ bây giờ nó mới xuất hiện. Nó đã có một cái lịch sử rất là lâu đời, lâu dài từ khi manh nha của xã hội loài người rồi. Và em không nghĩ rằng, em chỉ đơn giản là không nghĩ rằng nó là một cái thách thức Đối với cái sự tồn tại và duy trì nói giống của loài người thôi, chúng ta biết rằng là trong tự giới tự nhiên trong sinh học nó sẽ luôn có một cách nào đấy để nó duy trì được cái sự cân bằng và nếu ừ. một cái gì đấy nó có thể tiếp diễn tiếp thì chẳng có cái lực nào để... nó có thể ngăn nó lại được. Cho nên là em nghĩ là bản thân <laughs> vũ trụ và bản thân giới tự nhiên nó có nó tự có một cái cách điều chỉnh nó không phải là một cái cái thách thức đối với cái sự tồn tại của ừ. nhân loại. Tuy nhiên em cũng biết rằng là ở một số một số những cái xã hội, một số những cái quốc gia cho đến thời điểm hiện nay người ta vẫn cố gắng là uh, né tránh cái vấn đề này và thậm chí coi nó là một cái điều gì đấy bất hợp pháp dù là người ta có quy định thành văn hay không. Bởi vì này, có thể là đứng từ cái góc nhìn là người ta đặc biệt là trong cái xu hướng già hóa dân số và các lớp trẻ bây giờ thì ngại sinh sản hơn thì người ta cần phải đứng trên cái cái góc nhìn của người quản trị quốc gia để người ta đưa ra để người ta cho rằng là không nên gọi là không nên khuyến khích hay là đối với những người đến thể người đã dùng từ là cổ suý cho cái hiện tượng đấy bởi vì là nếu được nó được ủng hộ mạnh mẽ quá thì cái tỷ lệ sinh nó lại còn giảm nữa ừ. thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn lực của cái quốc gia đấy nhưng mà bản thân em em nghĩ thì đối với em thì cái việc đồng tính hay không nó không nó không đủ để làm tạo thành một cái nguy cơ cho cái sự suy vong ừ. của loài người được nếu như bất cứ một ai có thể uh, nghĩ rằng là chỉ vì một chỉ vì một cộng đồng không thể sinh sản được mà mọi người ngừng sinh sản thì em nghĩ đó là điều rất là vô lý bởi vì có rất là nhiều lý do rất là nhiều những cái thứ khác khiến cho con người chết đi nhiều hơn và ngăn cho trẻ em sinh ra nhiều hơn là cái việc đồng tính. Chiến tranh, bạo loạn, tất cả mọi thứ em nghĩ nó giết người nhiều hơn, nó dừng con người sinh sản nhiều hơn là cái đồng tính này chị thấy có một cái câu mà chị rất là thích modern problem requires modern solution những cái vấn đề của hiện tại nó sẽ cần những cái giải pháp hiện đại thì khi mà chúng ta cứ quy về gọi là e bản năng hay là hồi tiền sử chúng ta như thế mà sao giờ chúng ta như này thì người đã bỏ qua hàng triệu năm tiến hóa của con người để cứ nói về hồi xưa tiền sử hãy hãy đi trèo cây hái lượm thì bây giờ chúng ta cũng sẽ như thế à thì bây giờ nó có rất là nhiều cái thay đổi về cả mặt nhận thức, về cả mặt xã hội lẫn khoa học. thì ví dụ như là mọi người hay bị một cái lối tư duy nó khá là cổ hủ đó là đồng tính sẽ đi kèm với việc là sẽ không thể duy trì nòi giống. nhưng mà ở thời, cái thời hiện đại ngày nay nó không phải thế. thứ nhất bạn không đồng tính cũng chưa chắc là bạn duy trì được nòi giống. và thứ hai bạn đồng tính thì bạn cũng sẽ có những cái phương pháp khác, phương pháp mang thai hộ, phương pháp uh, thụ tinh trong ống nghiệm, rất là nhiều cái thứ khác để người ta có thể có được những đứa con của mình bên cạnh cái việc họ lo lắng về duy trì nói giống họ còn lo lắng thêm cái việc cái uh, half sex thì như nào chị chị thấy là wow giả dạ sử bạn nói chuyện với một cặp đôi dị tính bình thường bạn sẽ không bao giờ tự hỏi là e half sex như nào mà tại sao bạn thấy một cặp đôi đồng tính đấy là cái câu hỏi đầu tiên nó lại xuất hiện ở trong đầu nó có duyên dáng không để quan tâm đến những cái câu hỏi đấy nhưng mà dĩ nhiên người ta sẽ không ý thức được điều này không ý thức được bản thân họ đang rất là tiêu chuẩn kép Nhưng mà chị cũng cảm nhận được là em là một người rất để tâm vào bản thân Và cái gì không liên quan đến mình thì thôi kệ Thế nên là chị sẽ muốn quay trở về để hỏi về câu chuyện cá nhân của em Thế thì em có một cái trải nghiệm là năm 16 tuổi có một cái mối tình đầu tiên Và nó có diễn ra trong một thời gian dài không? không <laughs> người ta hay nói là tình yêu kẹo mút đúng không? Ừ. <laughs> thì uh, bây giờ em nghĩ lại thì em thấy nó rất là <cười> buồn cười rất là vui thôi hồi ừ. đấy thì cảm thấy trời ơi lần đầu tiên có người nói yêu mình và thật sự mình còn không không biết đấy thật sự nó là tình yêu hay không mình không biết là tình yêu hay không. bạn mình... ấy nói là yêu em hả? đúng rồi thì bởi vì bọn em đã nói chung là dù chỉ nó thời, thời gian nó rất là nhanh rất là ngắn với nó quá là ngắn thôi nhưng mà em vẫn coi đấy là một mối quan hệ mà có sự ràng buộc có ừ. sự đồng nhận nhất trí giữa cả hai tức là có một cái danh là người yêu dù là nó chỉ trong vài ngày thôi hay là một hai tuần gì đấy thôi em cũng không nhớ lắm wow mối quan hệ nhanh nhỉ <laughs> em nghĩ thế <laughs> Ừ, nó là hình như nó là một cái hứng thú nhất thời của bạn kia thôi ừ. nhưng bạn kia có vẻ là cũng rất là muốn sở hữu chứ không phải chỉ là muốn làm mập mờ nên ừ. là bạn ấy cho em một cái danh đấy luôn và, em... và cắt luôn cái danh đấy sau 2 tuần nên em nghĩ là thế ừ. Nó có để lại cho em một cái Ảnh hưởng nào về nhận thức bản thân Hoặc là nhận thức về các mối quan hệ đồng tính không Em nghĩ là cái ảnh hưởng duy nhất mà cái mối quan hệ đấy để lại cho em là em đã tự chấp nhận được cái mình cái mắc là mình là gay ừ. và em dám làm nhiều thứ hơn đối với cái đời sống tình yêu của em ừ. em em dám đi làm quen người khác em dám em dám quen người khác em dám đi tán tỉnh thế thôi chứ còn nó cũng không ảnh hưởng gì lắm ừ. Ừ. chị tò mò có một điểm là sau khi em ý thức được mình là gay cho đến thời điểm hiện tại tính ra cũng phải gần 10 năm rồi nhỉ thì giữa chừng đấy có khi nào em có một sự nghi ngờ ngược lại về cái xu hướng tính dục của mình không? em nghĩ là có một lần trôi qua khá là nhanh đối với một bạn, nhiên là em có một cái tình cảm dành cho một một bạn nữ nhưng mà sao em nghĩ lại thì nó, nó nó không nó không đúng như thế ừ. và nó cũng không để lại cho em nhiều suy tư lắm. Ừ. cái lúc em nhận thấy mình có một cái tình cảm nào đó với bạn nữ đấy, nó có giống như những cái lần mà em cảm thấy mình có tình cảm với các bạn nam khác không? thực tình thì em cũng không nhớ nhiều lắm về ừ. về cái đấy bởi vì là em chỉ nghĩ là em rất là quý mến bạn đấy thôi. Ừ. Thế còn em cũng chưa định hình là em sẽ làm gì với cái mối quan hệ với bạn ấy hay như thế ừ. nào cả. Nhưng mà nó có cho em một cái góc nhìn khác về những cái khả năng có thể xảy ra trong cuộc sống của em không? Không. Ừ. Không có một cái gì cả. À, từ sau lần đấy thì em càng chắc hơn là em không thích con gái. Ừ. Chỉ thế thôi. Thế nó kéo dài trong được bao lâu cái cái crush đấy? Tức là khoảng độ uh, 2-3 tháng gì đó Ồ oh, cũng dài so với 2 tuần của cái mối đầu nhá Tại <laughs> <Yes. cười> vì em với bạn đấy về sau cũng uh, làm một số dự án chung với nhau Thì cũng qua lại nhiều Nhưng mà nhìn chung là em cũng không không hề chủ động bất cứ một cái gì cả Và em cũng không không định hình nó làm cái gì cả Như ừ. là đối với những mối quan hệ với, với các bạn nam khác Em ừ. chị hỏi một điều đó là Khi mà em đang thích bạn đấy Bạn nữ đấy em có nghĩ về một ngày sẽ tỏ tình hoặc đến với nhau không? Chưa bao giờ có một cái ý nghĩ nào nó nó được định hình rõ ràng như thế cả. Tất cả nó chỉ là một cái đám mập mờ ở trong đầu thôi. Thế còn khi mà em có một cái cảm giác đặc biệt với một bạn nam khác thì có nghĩ đến việc đấy không? Còn nếu mà em cảm thấy nó phù hợp về những cái mặt mà em quan tâm, những cái mặt nhất định mà em quan tâm thì em có những cái kỳ vọng hoặc có những cái mong muốn, có những cái định ừ. hình về về mình sẽ nếu mà mình có một mối quan hệ với bạn ấy Thì mình sẽ làm những cái gì Em ừ. sẽ như thế nào ừ. Còn với bạn nữ kia Là em không tưởng tượng ra Hay là không quen Nên là cũng không biết là nên tưởng tượng ra cái gì Em nghĩ là em, em, em không quen Phải phải cư xử với con gái như nào Nên em cũng, <laughs> yeah. không, không, em cũng đó, không biết Đó là điều chị đang tò mò là Khi mà mình tự dưng Lại có một cái sự hứng thú với một đối tượng Thuộc một cái giới tính khác Mà mình chưa bao giờ tiếp xúc Và tại có vì, mối quan hệ đấy Tại vì thực ra là yeah. Thường em rất là Em có khá là nhiều bạn là con gái. Ừ. Em cũng làm bạn với con gái rất là nhanh, rất là dễ dàng. Nên là nhưng mà cái cái tình bạn ấy nó thực sự là bạn và lần nào nó cũng thế. Nên là đối với bạn đấy, em cũng chỉ biết là em quý bạn đấy hơn những bạn nữ khác thôi. Ừ. Trong cảm em rất cảm, cảm giác có ấn tượng, có ấn tượng hơn về bạn đấy, em cũng chẳng biết phải làm gì với cái mối quan hệ đấy cả. Ừ. Có tự tin hay nghi ngờ bản thân hơn hay bất cứ điều gì về bản thân không? Không. Ừ. Không. Chỉ thấy một số người cái này không phải đánh đồng đâu nhá. Nhưng mà có một số bạn là Kiểu các bạn bisexual ấy Những bạn song tính ấy Thì mọi người hay um, có một cái uh, Tức là ngay cả trong cộng đồng LGBT Chị thấy là họ cũng có những cái định kiến Với các bạn đấy đó là Họ có thể thích bất cứ giới tính nào cũng được Nhưng mà rồi họ sẽ chọn một cái Lựa chọn an toàn hơn cho mình là Kết hôn một cách truyền thống ấy Thì chính các bạn song tính đấy cũng cảm thấy Rất không thoải mái Khi mà tôi đã không phải là thuộc cộng đồng dị tính Rồi mà cộng đồng là LGBT cũng lại có những cái sự phủ nhận nhất định cho tôi. Thì khi mà chị hỏi em câu đấy, thì là bởi vì chị muốn xem là em lúc cảm thấy mình có một cái tình cảm với bạn nữ, em có nhìn nó như một cái cửa bình thường của xã hội không? Em không bao giờ nghĩ xa được đến như thế. <laughs> ok. Mà đấy nó còn quá, hai hay đứa nó còn quá là trẻ, em còn không nghĩ được cả đến cái mức đấy luôn. Ok rồi. Và em nghĩ là kể cả từ trước đấy đến sau đấy, Em cũng chưa bao giờ có một cái thêm một cái một cái hành động nào đấy một cái ý đồ nào đấy để thử xem là mình có thể làm bái sách sửa được không em ừ. không bao giờ có cái ý ý, ý tưởng đấy luôn ừ. chị càng thấy em em rất vui rất vẻ là với... thực tế đấy. Em, em 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 rất là em rất là vui vẻ và sống với cái con người mà em lại, em mà em đã lựa chọn này không cảm thấy cần phải thử thêm chứng minh thêm một cái gì cái gì nữa ok thế nói đến vui vẻ nhá chị uh, muốn hỏi về các mối tình của em uh, trước đại học đi, tức là hồi em cấp 3 có cái mối nào nó không vui vẻ không, hoặc là nó để lại cho mình nhiều sáng chấn tâm lý bởi vì uh, em vừa nói với chị là có những bạn bố mẹ bạn ấy can thiệp thì nó diễn ra như nào? Thật ra thì cấp 3 em cũng chỉ quen có hai bạn. Ngoài cái bạn đầu tiên lên để em với chị quen thêm có hai bạn nữa. Thì uh, em nghĩ là cái nhận thức của mình về một cái vấn đề nó sẽ thay đổi theo cái năm tháng, theo cái thời gian. Cho nên là thực ra đến bây giờ ngồi nhìn lại em thấy bình thường. Và những cái bài học em nhận được em nghĩ nó cũng không không có cái gì đấy ghê gớm hay là quá là quan trọng. Ừ. Mà đâu là một cái uh, trải nghiệm mà em nhớ nhất khi mà đết hai bạn đấy? Em kể một bạn thì vì bạn còn lại em cũng không nhớ nhiều. Thì, yeah trải nghiệm em nhớ nhất là có lẽ những cái, những cái lần mà những cái buổi sáng bạn ấy phải trốn ra ngoài để đi chạy bộ kiếm cớ là đi chạy bộ và kiểu ghé qua ôm em một cái về vì là những cái thời gian đấy bố mẹ bạn ấy quản thúc bạn ấy rất là chặt và hầu như gần không được gặp mặt không được gặp mặt trên trường bởi vì sẽ có tai mắt hay là ở nhà thì đương nhiên là không thể rồi đấy, Cho nên là em nghĩ là, là những cái lúc mà bạn ấy khóc óc và bạn ấy bố mẹ hành xử như thế thì em nghĩ là đấy là những cái gì mà em Những cái ấn tượng mà Em muốn nhớ về cái, cái 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 mối tình đấy ừ. Chị nghe chị cảm thấy Tội nghiệp nhưng mà Lại có cái sự đáng yêu và rất là trong sáng Của tuổi học sinh ở trong đấy nhỉ Đến giờ em và bạn đấy còn Giữ liên hệ hay gì không Có bây giờ bọn em thì uh, là bạn bè bình thường thôi ừ. Thỉnh thoảng cũng nói chuyện nhưng không phải là Quá thân nhưng cũng không phải là không nói chuyện với nhau nữa Một cuộc ừ. bình thường cái bạn ấy như nào rồi còn bị bố mẹ quản thúc không? cái đấy thì em không biết nữa. ừ. nhưng em chỉ biết một điều rằng là hình như bạn ấy có xu hướng thích con gái lại. ừ. hay là ít nhất là bạn ấy không còn chủ động đi làm quen các bạn nam như ngày trước nữa. thì sau khi em kết thúc cấp 3 là chúng ta bắt đầu đến với một cuộc đời nó nó nhiều cái khả năng có thể xảy ra hơn nhiều con người đa dạng hơn về tính cách mà chúng ta có thể tiếp xúc đồng thời có nhiều cái sự tự do hơn thì thường em tìm các mối quan hệ yêu đương cho mình qua những cái phương thức nào thật ra thì em em thấy em cũng là một bạn trẻ khá là bắt kịp thời em cũng uh, <laughs> em dùng app hả? Vâng các cái phương thức bình thường mọi người có thì em cũng đều thử qua hết rồi. Từ, nào đó là phương thức nào nào? Từ phương thức truyền thống là gặp nhau tình cờ Thì đấy hay bạn bè giới thiệu cho đến dùng app em nghĩ là cái cao nhất cũng chỉ là đến dùng app thôi. Theo thì... như chị chị hiểu là thường mọi người dùng tinder và bumble ừ. còn các bạn gay thì sẽ có thêm những cái app như là Grindr hay là blue đúng ừ. không? Vâng. Ừ. Ừ, cũng khá là đủ, khá là đủ rồi nhưng mà bản thân em thì em chỉ dùng Tinder thôi. À. có một thời gian là em dùng uh, Facebook Date nữa. Ừ. Mình, Đấy, bây cái giờ... Facebook Date như nào chị chưa bao giờ chị nó <laughs> thử. nó y như Tinder nhưng mà nó y như Tinder chỉ có mỗi tội là những cái tính năng là premium của Tinder ừ. thì nó free hết ở trên ừ. uh, ở trên Facebook Date. Tức là mình có thể nhìn thấy là ai đã thích mình, thích profile của mình. Em bao giờ hẹn hò qua Facebook dating chưa? Có em cũng gặp một vài người, mua vào một vài người ở trên Facebook dating. Có ổn không? <laughs> em không biết thế nào là ổn hay không bởi vì em, đối với em, em nghĩ nếu mà ổn thì em em đã ở bên nhau còn con không con không ổn thì. <laughs> Ê nha, không được nghĩ về kết quả chị đang hỏi ừ. ổn là kiểu cái con người đấy mình gặp mình có thấy nó kiểu cũng chấp nhận đấy không? Em nghĩ là dù có chuyển sang app nào ấy chẳng nữa. Thì thật ra cái thế giới nó vẫn là cái thế giới thật nó vẫn ừ. là thế giới đấy vẫn là những con người đấy cho nên là không phải là dù vì dùng app này nên có nhiều người tốt hơn phù hợp hơn nên dùng app kia mà không tìm được người như ý thì em nghĩ là cái đấy nó không nó không liên quan gì cả ừ, nên thực ra đối với em dùng cái nào cũng như vậy quan trọng vẫn là con người yeah. và quan trọng vẫn là cái cộng đồng đấy thôi yeah. chị biết được rất là nhiều người họ lấy chồng lấy vợ hiện tại là họ đã từng gặp qua tinder hồi trước nên chị thấy là cái cách mà mọi người nhìn các app đấy là toàn những cái người tìm những cái mối quan hệ one night stand hoặc là tìm cách lừa, lừa đảo hay là gì gì đó chị nghĩ là nó cũng tùy người và còn tùy em duyên nghĩ là, nữa đúng không em nghĩ là mạng xã hội hay tất cả những cái ứng dụng nó cũng chung quy lại nó vẫn là xã hội mình đang sống này ừ, thôi ừ. nếu nó có bất cứ một cái mặt nào mặt trái mặt phải nó bất cứ một đặc điểm nào thì cái xã hội thật thực ra nó cũng như thế không phải là vì lên vì lên Tinder nên người ta mới tìm tình một đêm, người ta mới lừa nhau, người ừ. ta mới Có thể tìm tình một đêm ở ngoài được Và, đúng không? Vâng, ở bên ngoài người ta cũng vẫn phản bội nhau, người ta cũng vẫn tìm tình một đêm. Nó không khác gì cả. Ừ. Và nếu cả có cả những cái dịch vụ đen đi nữa thì trên ngoài đời cũng có trước khi là nó đã có từ rất lâu rồi chứ không phải là đến khi những cái ứng dụng này có thì người ta mới bắt đầu làm những cái việc đấy ở trên ừ. đấy yeah. Là nó chỉ mở ra một cái cái mà nó mang lại là một cái kênh thông tin dễ dàng hơn để mọi người tìm thấy nhau thôi chứ ừ. còn bản chất xã hội đấy và những cái hiện tượng đấy nó không hề thay đổi gì cả. Nó không phải là vì những vì có sự có mặt của những cái ứng dụng đấy những cái sự tiện lợi đấy mà con người mới bắt đầu làm những cái việc đấy. Chị nghĩ cái việc mà mọi người đánh giá các app bây giờ nó chỉ đơn giản là giống như kiểu thế hệ trước sẽ đánh giá những cái thế hệ sau trải qua ấy. Thì ví dụ như là ở thế hệ bố mẹ mình đi. Ví dụ là kiểu 7X đi chẳng hạn hay 6X, 7X sẽ cảm thấy là cái thế hệ 8X, 9X sử dụng mạng xã hội Rồi làm quen nhau nó rất là rủi ro ừ. Chị còn nhớ hồi bé là chị có quen qua Facebook một bạn Thì chỉ nói chuyện bình thường thôi. lúc đấy là mình mới cấp 2 Nhưng mà mẹ chị có vẻ rất là lo và thỉnh thoảng sẽ hỏi về bạn đấy rồi chị check Mà chị thì cảm thấy kiểu ủa, quen qua mạng thì có sao đâu Và sau này thì chị còn nói chuyện với một số người kiểu đồng nghiệp, đồng môn ấy thì chị biết được có một số bạn là đúng là kết hôn khi mà vợ hoặc chồng nói chuyện bắt đầu nhắn tin làm quen ở trên Facebook và họ bây giờ còn thành lập rất là nhiều cộng đồng như là chị cũng có lập ra những cái cộng đồng như là working with positivity hoặc là có tham gia những cái cộng đồng solopreneur hay cộng đồng làm freelance và khi mà mọi người tham gia thành một cái nhóm một cái cộng đồng online rất gắn kết ý, thì họ còn tổ chức những cái buổi offline gặp ngoài đời và thực sự là có tạo ra cả tài chính tạo ra cả tiền thì bây giờ là cái việc sử dụng Facebook lại để làm quen nhau thậm chí là để làm công việc nó rất bình thường rồi thì có lẽ là cái thế hệ Facebook bây giờ lại quay sang đánh giá thế hệ dùng Tinder và Bumble có thể sau này người ta lại đánh giá một cái app khác nữa thì mình sẽ không thể nào biết được em không nghĩ đấy nó chỉ là vấn đề cái cái gì đấy nằm ngoài tầm hiểu biết của Việt Nam nằm ngoài cái sự kiểm soát của người ta người ta lo lắng ừ. người ta đánh giá thôi thậm chí nếu mà quay lại thời bố mẹ mình thời những người sinh năm 70 trở đi em nghĩ rằng nếu cái, những cái người sinh năm 50 40 đổ lại người ta quen với cái việc là cha mẹ đặt đâu con người đấy rồi thì đến thời bố mẹ mình tự do tìm hiểu nhau nó đã là một cái gì đấy vượt mm. ngoài cái, cái 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 sức tưởng tượng người yeah. ta rồi Mà chắc chắn người ta sẽ đánh giá chỉ có điều là chúng ta không có tài liệu, không có ghi chép nào, không có báo chí hay gì đấy để ghi lại những cái đấy cho nên là thực ra em nghĩ là cái việc cứ thế hệ đi trước có những cái đánh giá nhất định đối với thế hệ đi sau nó là một cái điều gì đấy không còn là mới mẻ nữa thì chị có lần chị từng nói chuyện và chị từng gặp những cái người sinh đầu những năm 9x, 93, 94 gì đó và đang làm giám đốc hoặc đang làm chủ doanh nghiệp của những công ty start up chẳng hạn thì các bạn lại đánh giá những người sinh năm 97, 98 Ông chị thấy 9798 đánh giá kiểu ừ. những cái bạn sinh năm 2000 với 2000 đánh giá Chí bây giờ bọn yeah. mình bọn mình sẽ đánh giá là ôi các em các cháu cấp 1, cấp 2 bây giờ nó đã thế này nó đã thế kia rồi nên ờ. là nó, em thấy nó là một cái điều bình thường mà thì hồi xưa cần... bố mẹ mình cũng đánh giá thế về mình mình cũng không cần phải bận tâm quá là yeah. nhiều nhưng mà nó cái gì nó có giới hạn trừ khi nó đi quá nó đi quá cái chừng mực nó trở nên độc hại quá nó ảnh hưởng đến cái cái hạnh phúc nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những cái cá nhân thì đến lúc đấy mình, mình em nghĩ là mình 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 vẫn phải quan tâm. Thế còn cái sự đánh giá đấy thì em nghĩ như nó sẽ luôn luôn tồn tại thôi. Thế theo em giới hạn là ở đâu để mình biết là nó đang ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình? Cái này nó rất là khó nói bởi vì mỗi một người sẽ có một cái tiêu chuẩn riêng. Nhưng mà đối với em là khi mà những cái người đấy người ta trực tiếp cái sự đánh giá đấy, những cái quan điểm đấy mà mà nó không mà theo em là nó không phù hợp với cái giá trị của cái xã hội của cái thời điểm của cái xã hội đấy là nó làm cho cuộc sống của em nó phát triển theo hướng tiêu cực hơn theo em nhìn nhận ừ. thì em nghĩ đấy là giới hạn của em và nếu mà có cái, bất cứ một cái điều như thế nào gì thế xảy ra đối với cuộc sống của em thì em sẽ không ngại đi đấu tranh và không ngại thể hiện bản thân để để bảo vệ cho những cái gì mà mình tin là đúng và để bảo vệ cho cái hạnh phúc cá nhân của mình ừ. Nhưng mà có cái điều em nói khiến nó chị băn khoăn một chút Em bảo là nếu mà nó đi ngược lại những cái giá trị của xã hội Nhưng mà những cái giá trị của xã hội Nó luôn mang cái tính tạm thời mà và ví dụ ngay cả em đi chị biết là bây giờ mọi người cởi mở hơn về LGBT nhưng không thể phủ nhận vẫn đang là một cái thiểu số LGBT vẫn là thiểu số thì có khi nào em đang không thuộc một cái giá trị uh, của đa số mọi người trong xã hội không câu hỏi này khó nhỉ <laughs> nên là em mới nói là cái này là nhìn nó theo góc nhìn cá nhân là hơn là thật ra là cái giá trị của xã hội và cái gì là cấp tiến cái gì là lạc hậu nó cũng là do mỗi một cá nhân nhìn nhận thôi Ừ. thế cái xã hội em đang nói đến nó thuộc về cái xã hội nào cái xã hội cái cộng đồng mà em đang nghĩ đến em đang tưởng tượng đến là những cái gì những cái người mà em từng tiếp xúc và những cái mối quan hệ liên nhân ở xung quanh xung ừ. quanh em và trong cái mạng lưới của em bạn bè người thân người quen các thứ đều rất là cởi mở về vấn đề đấy cho nên là em nghĩ rằng nó là cái nó là cái tư tưởng thịnh hành ừ. trong cái xã hội mà em xã hội của, của riêng em ừ chị hỏi thế là Và em cũng nhiều khi em cũng không quan tâm lắm là bước ra cái vòng đấy thì người ta <laughs> sẽ nhìn nhận như thế nào hoặc thậm chí là nếu mà ai mà đi ngược lại với những cái mà em cảm thấy là đúng thế, thì em đã không xếp người ta vào trong cái cái vòng tròn của em em sẽ không phải bận tâm cái đấy nữa chị hỏi thế để mình kiểu mình lật lại thực sự xã hội ở đây là gì thôi để có nhiều người bảo là xã hội không chấp nhận kiểu này kiểu kia tuy nhiên cái chính xác phải là cái vòng tròn nhỏ của bạn và những cái người mà bạn biết và cùng niềm tin với bạn đang không tin vào cái điều này thôi thì thật chất là cuộc sống của chúng ta luôn được tạo ra từ từ chính cái niềm tin của mình và chúng ta muốn được vây quanh với những người cùng niềm tin của mình thôi. Thế thì uh, em có một cái trải nghiệm với Tinder là để hẹn hò khá là nhiều đúng không? Khi mà mình uh, mình tìm kiếm những cái mối quan hệ với các bạn gay nó khác gì với các bạn là dị tính? Bình thường tìm mối quan hệ nam nữ qua Tinder. Thật ra em không biết gì về các cái mối quan hệ nam nữ và em cũng nhiều khi em cũng không hiểu tự hỏi là hai người mà di tính người ta quen nhau kiểu gì nhỉ? À. họ hay có một cái rất là truyền thống như kiểu là xin số điện thoại này. Ừ. Hay là gì bạn bè giới thiệu nhiều khi em cũng không thể nào tưởng tượng được ra là những cái những cái sự khởi đầu như thế thì nó bắt đầu ra làm sao bởi vì nó không hề tồn tại trong cái thế giới của em ừ. nó không. Em không biết là người ta quen nhau, người ta yêu nhau như thế nào mà thậm chí. Ok chính. rồi. Thế Đấy. giờ kể câu chuyện của em thôi bởi vì là chị nghĩ là nếu mà những bạn nào nghe ừ. cái podcast này sẽ có cái sự so sánh nhất định còn em chưa trải qua thì chắc là không so, so rồi, sánh em, được. Thôi. <laughs> em 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 không so sánh bởi vì em không hề okay. biết luôn. Là chị mọi sẽ thứ không diễn ra. hỏi em về so sánh nữa chị sẽ chỉ hỏi câu chuyện của em thôi. Mọi thứ diễn ra như thế nào trong những mối quan hệ dị tính? Yeah em ừ. em làm quen là từ cái bước uh, nhắn tin match nhau rồi nhắn ừ. tin đúng không? Nên sau khi nhắn tin thì thường thường là mình nói như nào để có những cái buổi date với nhau? Em nghĩ là một cái điều này trước hết phải nói uh, về các nền tảng hẹn hò, ừ. là nó thực sự nó thuận lợi hơn cho em rất nhiều sau những việc trong việc là tìm đối tượng, bởi ừ. vì là chúng ta những cái người đồng tính cũng là người chúng ta không hề có một đặc điểm nhận dạng nào đấy để nhìn bên ngoài mà chúng ta có thể biết được mình không biết là người ta có gay hay không, người ta có phải là đối tượng phù hợp với mình hay không? mặc dù mọi người một số người sẽ có thể nói là một vài bạn gay hay các bạn ấy có những cái biểu hiện những cái cử chỉ này nọ nhưng thực ra rất là khó để nắm nó quá là bề mặt để đúng rồi nó nhận diện nó rồi. rất là khó để nắm bắt không chắc là những người mà được định hình là thẳng người ta sẽ không làm những điều đấy ừ. và thậm chí có những người mà mọi người sẽ nói là trông rất thẳng nhưng thực ra bạn ấy lại là gay hay là thực ra những người với bạn là trông có vẻ là giống như một vài cái Um, cái, cái stereotype nào đấy về gay nhưng thực ra bạn ấy lại là thẳng em không bao giờ em dựa vào những cái đấy để em tìm được nên là nếu mà em match được với một bạn nào lên Tinder thì nó cũng giống như là một cái lời xác định ngầm là ok mình cũng là gay nên là mình sẽ không cần phải đi hỏi chắc là không phải đi hỏi người này người kia là, bạn này có gay không nhỉ không biết bạn này có gay không nhỉ cái đấy nó chính là một cái một cái sự xác nhận ngầm rồi nên thế là trước hết nó rất thuận lợi hơn rất nhiều cho việc À, phải làm quen bên ngoài là ở cái chỗ đấy Ê chị, chị bỗng nhân nghĩ nhá Thế thì liệu rằng em đã từng trải qua Mối quan hệ với một bạn mà Rồi lại không phải gay, tức là em có thích bạn đấy Nhưng mà em hỏi mọi người và xác định Bạn ấy thẳng, đã từng trải qua chưa? Thôi em đã rất là Em, em đã thích, em đã từng thích Vài bạn mà trai thẳng rồi Rồi cái cảm giác nó để lại cho mình là gì? Không yêu được thì thôi thôi À có tiếc nuối hoặc là đau khổ quá Trải nghiệm của em với các bạn trai thẳng Thì đã rất là hay ở một chỗ là những cái bạn trai thẳng mà em đã từng thích trong cuộc đời em thì uh, em là một cái người rất là bộc trực em không muốn phải giữ tình cảm lâu nên có gì em sẽ nói ừ. nếu họ chấp nhận thì họ sẽ ở trong trong cuộc đời của em họ chấp nhận là là em thích họ và à. chúng ta sẽ không yêu nhau ừ. nhưng chúng ta cũng không cần phải làm quá lên hay là cũng không cần phải chấm dứt tình bạn để ở đây đây uh, là ừ. em sẽ nếu mà em có thì em sẽ nói ừ. tất cả những bạn trai thẳng mà em đã từng thích em đều 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 nói với họ và họ phản ứng như nào? và tất cả họ đều biến em trở thành một uh, một người em trai trong nhà và chiều chuộng em. em cảm thấy rất là may mắn vì việc vì, vì cái điều đấy. Ừ. chị nghĩ là chính ừ. cái sự bộc trực thẳng thắn và ừ. không cho rằng đó là mình đang yếu thế, quyết định cái cách mà người ta đối xử với em. bởi vì chị biết một số người cái lý do họ không dám nói, bởi vì họ cảm thấy xấu hổ. họ cảm thấy là nếu tôi nói là tôi sẽ mất tình bạn, nếu tôi nói ra là người ta sẽ đi lan truyền nói với mọi người tôi là người đồng tính và mọi người sẽ phân biệt đối xử với tôi. Nhưng chị nghĩ là ngay cả khi ngay khi bản thân mình có một cái tâm thế như vậy đã là cho người ta cái, cái vị thế cái cao nước, hơn mình yeah, cái vị thế cao hơn và cho người cái ta thấy cái quyền cái quyết định bản thân mình như thế ừ, nào rồi. Cái vị trí để người ta đâm ra vào mình ừ. Cái này em nghĩ rất đơn giản thôi. Ừ, có thì phải nói, bởi vì là nếu mà không nói mà em cứ tiếp tục cái tình bạn như thế nó cứ nó sẽ rất là ngượng ngùng với bởi vì em vẫn sẽ còn cái sự kỳ vọng ở đấy vẫn sẽ còn cái sự kỳ vọng của đấy mặc dù mình biết nó rất là ảo tưởng nhưng mà mình làm sao mình cấm được bản thân mình có những sự kỳ vọng nhất là khi họ cứ tiếp tục đối xử tốt với mình cho nên là em nghĩ là cái phương án tốt nhất của em là em cứ đi nói Chị tin là cái sự tự tin của em có được chính là nhờ cái môi trường giáo dục rất thoải mái của bố mẹ em là em có như thế nào cũng được. Cho nên là chị nghĩ cái việc mọi người thường cảm thấy yếu thế hơn khi mà mọi người là LGBT nó nhiều phần nằm ở việc tôi sợ người ta biết được nó không chỉ đơn giản là người ta từ chối tôi mà người ta đi phát tán cái bí mật của tôi và điều đấy khác gì là tự dưng tôi lại bị kiểu ở em trong thì, một cái sự lo sợ em thì em nghĩ rằng là em không em chưa bao giờ có một cái công khai hoàn toàn là tuyên bố với mọi người là mình là gay nhưng em cũng không giấu điều đấy ai hỏi ai cần biết thì em sẽ nói và em cũng không có cái tâm thế là phải giấu cái điều đấy cho nên là em thấy nó rất thoải mái mọi người nói thì mọi người cứ nói thôi em không có vấn đề gì cả Thế um... em cam ao với bố mẹ chưa rồi à, em đã come out với mẹ em, còn bố em thì chưa. Bởi vì là mẹ em có bảo là bố em thì yếu đuối hơn, mà bố em thì ít được nhìn nhận mọi thứ hơn, ít được tiếp xúc mọi thứ hơn so với mẹ em. Cho nên là em vẫn chưa làm điều đấy với bố. Thế em có định một ngày nào đó sẽ nói với bố không? Em cũng chưa chắc lắm em, cũng chưa có bất cứ một cái ý nghĩ hay là một cái kế hoạch nào cho cái việc này. À, nhưng mà nó có ảnh hưởng đến các... Um kiểu lựa chọn của em trong tương lai không, không bởi không. vì vẫn có bố ở đấy mà em thấy bố em chỉ quan tâm đến vấn đề là em em sống tốt và em chăm sóc được cho bản thân em bố em không bao giờ áp lực hay là thúc giục gì trong cái việc cái tình cảm cá nhân của em ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại ừ, chưa bao giờ hỏi hả chưa bao giờ hỏi thậm chí nếu mà họ hàng hỏi bố em còn bảo là còn có những cái cách khác để né hộ em 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 chưa cần phải tự bản thân ừ. em né em có nghĩ là bố em cũng lờ mờ đoán được không hay là em không biết em không biết em không biết điều đấy và em cũng không muốn có những kỳ vọng ừ. không đúng với thực tế nên là tốt nhiên là chỉ là đơn giản là em không nghĩ về việc đấy thôi kiểu ừ. tránh được thì tránh không vâng. nghĩ thì không nghĩ đúng không vâng. nhưng <laughs> nếu em nghĩ là giả sử như một ngày nào đó mà nó có nhưng đến được tai bố em thì em vẫn sẽ luôn có một cái phương án vẫn có muốn có một cái tư duy một cái cách nào đấy để mình có thể nói và đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ bản thân em cũng có thể có một cuộc sống tự lập Vậy em thì khá là tích cực trong việc này em nghĩ là rồi một ngày người ta sẽ hiểu ừ. em luôn tin vào cái tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con cái và cái hy vọng tột cùng của họ là muốn con cái hạnh phúc chị thấy đây là một cái sức mạnh của những người được sinh ra và nuôi dạy trong môi trường yêu thương từng có lần chị đọc được những cái bài ở trên uh, mạng ấy người ta nói về việc sống xa bố mẹ này sống ở nhà người quen này hay là bị bắt nạt nó để lại những cái hậu quả thế nào có lần chị đọc được một câu chuyện Nó ghi là một bạn phải sống ở nhà của bác bạn ấy Và bác bạn ấy thì luôn có một cái sự phân biệt đối xử Cho người chị họ nhiều hơn là cho bạn ấy Như là ăn uống thì sẽ luôn lấy những cái gì ngon nhất Để phần cho chị họ Và bảo với bạn đấy là bây giờ không có đủ đồ ăn đâu Nên là phải tiết kiệm Thì sau đó chị đọc ở dưới cái comment Có người nói một câu đó là Cái sự tự tin của một đứa trẻ Mà nó đã từng được nuôi dạy ở trong một gia đình yêu thương ấy đấy là cái thứ mà những cái người không có được điều đấy rất khó để thể hiện được cái sự tự tin này thì chị cảm nhận được cái sự tự tin ấy trong em khi em nói về mối quan hệ em nói về cái việc yêu đương của mình mặc dù chắc chắn là sẽ có những khó khăn khi em là thuộc thiểu số trong xã hội và có nhiều người còn đang phản đối và không chấp nhận điều đấy nhưng chị thấy ở trong em có một cái sự thoải mái thư giãn và gần như là dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn biết nó không phải là do em sai trái hay em cần xấu hổ thì chị thấy đấy là một cái một cái mặt lợi thế và bố mẹ em đã trao được cho em. Thậm chí là mình bây giờ em nghĩ là nếu một ngày bố em có biết Và bố em không chấp nhận được thì em rất là có một niềm tin vào việc là rồi bố em cũng sẽ chấp nhận ừ. bởi vì em biết rằng là em là đối với trong em nghĩ trong mắt bố em thì em giống như là một quý tử vậy rồi dù gì thế nào chẳng nữa rồi bố em cũng sẽ chiều theo ý em ừ. không phải là một cái sự chiều một cách uh, không suy tính mà kiểu uh, độc hại gì cả mà đơn giản em nghĩ là Bố em yêu thương em Bố em quan tâm Bố em quan tâm và yêu thương em ừ. Và Dù trong Bất cứ một cái tình huống nào Nó có thể ra cái tình huống nào Thì cuối cùng Cái người được lợi Vẫn sẽ là em thôi ừ. Vẫn sẽ là em Kể cả Bố em có tiện Tạm thời không chấp nhận Em không thể về nhà nữa Thì thực ra em vẫn có thể sống Một cuộc sống bình thường của em Em đang tự chủ được tài chính em rồi đúng nó tự không? chủ được Thì đấy là trường hợp xấu Còn trường hợp tốt thì Còn gì phải bàn nữa Thế em nghĩ là Kể cả trường hợp xấu xảy ra thì em biết rằng là em có đủ tự tin để em, để em biết rằng là bản thân em có đủ khả năng để, để cho bố em thấy rằng là em thực sự là yêu thương bố. Và ừ. cái đấy mới là cái quan trọng chứ không phải là cái quan trọng là em thích ai. Chị thấy em nhấn mạnh rất nhiều lần vào cái từ yêu thương. Và ừ. chị cảm thấy đấy là một cách mà em nhìn nhận cuộc sống và mối quan hệ trong gia đình em ưu tiên cái sự yêu thương hơn là tiền bạc hơn là danh dự hay là những cái soi mói của xã hội đúng rồi thế em có anh chị em gì không em có em trai của em và thực ra em cũng chưa come out với em trai em nhưng em chỉ nghĩ rằng là hôm nào em thích thì em sẽ come out với em trai em thế em là... có lo ngại em trai em sẽ phản ứng không vui vẻ gì không em không bao giờ lo ngại về vấn đề đấy bởi vì là nếu nó không thích thì nó cũng làm được gì <laughs> thì nó làm được gì đâu. Ê, thật ra chị rất hiểu cảm giác này nó giống kiểu em bởi vì em rất là tự tin về vấn đề này. Nếu nếu nó không thích thì nó làm được gì? Bởi vì đấy là em của mình ấy, thường chị thấy là với em của mình thì mình sẽ không lo về nó phán xét mình. Đúng. Nhưng mà chị nói chuyện với những cái bạn bạn đấy là em gái là em trai thì bạn ấy sẽ có một cái sự lo lắng là anh chị ở trên mình sẽ nhìn mình bằng con mắt như nào, bởi vì cảm thấy là mình cũng yếu thế hơn ấy. Nhưng mà mình đã là anh chị rồi Thì kiểu cái đối tượng kia có đánh giá mình thế nào Mình cũng không mảy may ảnh hưởng Đặc biệt khi bây giờ mình còn trả phải phụ thuộc vào ai Thậm để chí nhiều khi em còn nghĩ là Em sẽ phải come out với em em trước Để em, đi, để em có một cái hậu thuẫn rất là vững chắc Sau đó em nói với bố em Nhưng mà mẹ em đã là hậu thuẫn vững chắc cho em rồi Vâng ừ. Nhưng mà <laughs> em nghĩ là cái trạng thái ấy, Vì có một số chuyện trong gia đình Nên cái trạng thái come out của em này nó đã dừng lại Cho nên là em cũng không biết là hậu trận vững chắc ấy nó nó, nó có tồn tại không nữa. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà em cần phải cam ao với bố em thì em sẽ cam ao với em, em trai em trước. Ừ. Ừ. Em có thoải mái chia sẻ là vì điều gì mà nó dừng lại không? Vì mẹ em mất rồi. Ừ. ừ thế nên là uh, cái sự cam ao với gia đình nó lại không tồn tại nữa. Thế điều gì để mình cảm thấy là do mẹ mất nên mình sẽ ngừng cam ao? À, chỉ với giản là em nghĩ là nếu mà mẹ em còn Thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn Bởi vì chỉ cần mẹ em nói với bố em một câu thôi Chỉ cần có sự hiện diện của mẹ em đấy thôi Thì em sẽ không phải lo Bố em sẽ Phản ứng như thế nào nữa Em sẽ không phải lo về cái phản ứng của bố em nữa Tức là em ngừng bởi vì em không muốn phải đối mặt Với cái sự không thoải mái và khó khăn Giữa em và bố ừ. đúng không Với cả em cũng không muốn Bố em phải sốc bởi vì là bố em Như lời mẹ em nói thì bố em yêu đối hơn mẹ em rất là nhiều ừ. Về mặt cảm xúc nhưng mà em vẫn rất là bình thường về cái vấn đề đấy em cũng không nghĩ quá là nhiều em cũng không nghĩ nó là một cái trở ngại gì lớn lắm trong cái cuộc sống của em trong cái việc em thể hiện tình cảm của em chỉ cần cái tình yêu thương với những người trong gia đình có thì không có vấn đề gì mà không giải quyết được ừ. chị nghĩ đây là một cái mindset và một cái cảm giác mà chị nghĩ các bạn LGBT mà có được một cái cảm giác là gia đình mình sẽ yêu thương dù chuyện gì sẽ xảy ra ấy, thì nó có thể giúp cho họ vượt qua được rất nhiều cái chuyện khác. Ừ. Ví dụ từng có lần là năm 2021 đi, có một nhà báo ở bên Pháp có liên hệ với chị và nói rằng là muốn phỏng vấn một chút về à, cái việc mà chị coach cho các bạn LGBT hoặc là bất bình đẳng giới cái nữ. Thì chị có offer các bạn ấy là mình sẽ có những cái phiên coach trải nghiệm để mình à, hiểu thêm về cái suy nghĩ của họ. Thì khi mà chị mở ra cái phiên trải nghiệm đấy Có rất nhiều bạn đã bốc nghe tức trong vòng 24 giờ đầu Có những bạn chị nghe câu chuyện chị cảm thấy là Rất là khổ thân Và các bạn ấy nói như là kiểu Em cảm thấy nếu mà bố mẹ em biết được thì nó quá là kinh khủng Bố mẹ em bị bệnh, bố mẹ em tâm lý yếu Bố mẹ em sẽ không thể chịu nổi chuyện này đâu Cho nên là tốt nhất là em sẽ tránh nói về nó càng nhiều càng tốt hay là em sẽ cố gắng tự chủ tài chính Để nếu mà em có bị đuổi ra khỏi nhà Thì em sẽ có thể vững vàng Và em vẫn sống được Nó khiến cho chị cảm thấy là Có vẻ cái nỗi sợ Là bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà ấy Nó khá là thường trực Ở trong cộng đồng LGBT nhỉ Em thấy là một điều rất là dễ hiểu Em nghĩ là nếu mà chỉ có bố Tức là bố em Thì có thể em cũng sẽ có cái nỗi sợ đấy Nhưng mà tại vì là Em lại có mẹ em ừ. Ít nhất là cho đến trước khi mẹ em mất Em có mẹ em Cho nên là em không bao giờ phải lo về cái điều đấy cả và kể cả trước khi em come out với trước khi em với mẹ em thì em luôn tự tin là một điều là em chỉ cần nói với mẹ em một câu là được và em đã không bao giờ bị đuổi ra khỏi nhà và đến lúc mà mẹ em mất thì em đã tự chủ được tài chính rồi cho nên là cái nỗi lỗi, nỗi lo đấy nó không tồn tại trong cuộc sống của em Thì chị đưa ra một cái giả thiết thôi nhá Giả thiết là ở trong gia đình em đi Cả bố và mẹ em đều có cái tính cách giống như bố em Thì em có suy nghĩ về việc là Mình sẽ phải tự chủ tài chính sớm hoặc là mình sẽ có thể bị đuổi ra khỏi nhà không? Em nghĩ là chắc cũng sẽ phải lo ít lo nhiều thì cũng sẽ lo về lo về vấn đề đấy nhưng mà nó lại may mắn nó không phải là trường hợp của mình ừ. nên là em cũng hiểu rằng là em may mắn và cái điều kia em biết là nó một điều bình thường và cảm thấy nó năng một điều xảy ra rất là nhiều đối với những bạn khác. Thế bây giờ nói về những cái trải nghiệm hẹn hò của em đi em có những trải nghiệm tích cực nào ở trong cái quá trình mình hẹn hò không? À, người yêu cũ thì đã tính là người yêu thì chứ là mình phải cũng phải có một cái gì đấy hạnh phúc khi mà với người ta em em có bao nhiêu người yêu rồi đấy tính đến thời điểm hiện tại mình uh, vui lòng không nói vấn đề này được không <laughs> trên 10 <mười> không <cười> <cười> em không biết em không trả lời câu hỏi này <laughs> ok rồi uh, nhưng em nghĩ là đương nhiên là có và kể cả dù cái mối tình hiện nó có đi đến đâu nữa thì em vẫn nghĩ rằng là nếu mà tình đã, đã từng yêu người ta thì chỉ cần có tình yêu thì cái đấy cũng là là một thứ đẹp rồi, là một thứ tích cực rồi em cũng có rất là nhiều người bạn tốt những người rất là cởi mở những người rất là thức thời rất là xuất sắc và em vẫn còn qua lại vẫn còn uh, làm bạn bè với và em quen qua tinder và em chưa từng bao giờ phát triển cái mối quan hệ của bọn em theo cái hướng là làm quen tìm hiểu để tiến tới tình yêu cả ừ. thế nó cũng là một cái trải nghiệm rất là vui nhiều khi nó các cái nền tảng đấy nó cũng chỉ là một cái để mình có thêm bạn bè thôi ừ. ừ, yeah thế nếu mà em vẫn có giữ cái mối quan hệ đấy và nó không phát triển lên thêm một cái bậc thang nào nữa thì khi mà em quen một cái mối đằng sau đó các bạn ấy có suy nghĩ về những cái mối trước đấy của em không tính cách của em em có một cái em sẽ cố gắng ừ. em sẽ cố gắng là rất là rõ ràng minh bạch nếu như mà em chỉ là bạn em sẽ nói thẳng với cái bạn đấy là mình chỉ là bạn và cái mối quan hệ nó sẽ chỉ phát hiện Là cái hướng đấy thôi ừ. nó không được bẻ sang hướng kia nữa nó không được phép bẻ sang hướng kia nữa em sẽ để cái rào cản đấy để cái giới hạn đây để nó không bao giờ có thể bẻ lái sang hướng kia nữa ừ. và khi mà em quen một người em thực sự là nghiêm túc thì em không ngần ngại giới thiệu chỉ giới thiệu người ta với nhau mà bảo là đã từng quen bạn này và nói thẳng với bạn mà em sắp quen hoặc là sắp là người yêu của em là bạn đấy em quen trên tinder ừ. em sẽ làm được đến luôn bởi vì em nghĩ là cái điều cái điều để cho nó thoải mái và nó dễ dàng nhất chính là nói nói luôn mà không cần phải ừ. phải ngại cái gì cả em nghĩ là thường thường mọi người sẽ hay, hay, hay ngại là vì không phải là quen ở bên ngoài đời không phải là, nên là mà quen trên tinder thì mọi người sẽ nghĩ rằng đối phương sẽ sợ mình sẽ luôn có một cái một uh, cái một, 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 cái lớp gì dự phòng luôn. gì đấy một <laughs> cái lớp dự phòng gì đấy một cái để cho mọi người không yên tâm cho nên là em có bao giờ coi họ như lớp dự phòng không đấy <laughs> em nghĩ là em nghĩ là em nghĩ là không những người mà em thực sự xác định là một bạn là bạn hỏi thì em sẽ không không làm cái việc đấy Thế cái điều gì nằm ở họ để em nhận ra là a à, người này phải cho vào cái danh mục bạn bè người này cho vào à, danh mục crush chỉ đơn giản là chỉ đơn giản là mình gặp người ta và mình thấy cái năng lượng cái phong cách của hai người nó không nó không hợp nhau nhưng mình thấy người ta cũng là một người tốt người ta có những cái điểm hay mà mình có thể học hỏi được và người ta mang lại một cái gì đấy tích cực cho cuộc sống của mình thì mình có thể thẳng thắn về việc là mình có thể làm bạn với nhau thôi. Thế nếu người ta muốn nhiều hơn tình bạn với em thì sao? Thì thôi ạ, thì em nữa thôi ạ. Ừ. Em sẽ rất là rõ ràng về việc đấy. Nếu người ta muốn mà em không thể đáp ứng được thì thôi ạ. Ừ, chị thấy em có một cái sự rõ ràng rất là thẳng thắn. Thỉnh thoảng em cũng không rõ ràng lắm. À nhưng, nhưng mà này có những trải nghiệm nào có gây ra hậu quả do không rõ ràng không đấy? À, thì có một cái bạn người yêu của em khoảng độ à, 3 bốn năm trước thì à, em rất là yêu bạn ấy, em cực kỳ yêu bạn ấy. Cho nên là nếu mà không tính người yêu hiện tại của em thì em nghĩ là em em phải yêu bạn đấy nhất trong những người yêu cũ của em. Ừ. Em đã làm tổn thương bằng bạn bạn đấy bằng cái việc là em đã không tìm cách giải quyết mối quan hệ của bọn em bằng cái việc là giải quyết giữa hai người mà em lại tiếp tục là nói chuyện với những người khác ở trên Tinder và đến lúc bạn ấy biết thì bạn ấy rất rất là buồn về cái việc về cái việc đấy tức là cái hồi em nói chuyện ở trên Tinder với những người khác trong khi vẫn đang mối trong mối quan hệ với bạn đấy em cũng chưa đi đến một cái gì đấy khác với bất cứ một ai khác nhưng mà em hiểu rằng cái hành động đấy một bản thân cái hành động đấy nó đã đủ làm cho người ta mất niềm tin như thế nào rồi em đã từng em đã từng gọi là người ta nói là bin ra tan đã từng trải qua những cái đấy rồi thì cái hồi mà em trải qua em có suy nghĩ là đấy là việc sai trái không em nghĩ là có Nên vì sao em lại vẫn làm em không biết nữa, vì em thấy quá là bất an với cái mối quan hệ hiện tại chính thức mà em đang có hồi đấy thế là em có xu hướng là em sẽ tìm những cái mối an tâm cho mình chứ không phải là em thực sự là em cần giải quyết cái em cái nghĩ là em đã từng như thế đến thời ừ. điểm hiện tại thì em rất là uh, rất là vui vẻ và tự hào rằng em đã bước qua được cái đấy ừ. em đã tự vượt qua được cái đấy để tự mình trở nên lành mạnh hơn trong cái mối quan hệ của mình. Chị hỏi thế vì chị thấy là người ta có một cái lời đồn đại là ở trong giới LGBT thì dĩ nhiên là nó cũng sẽ phải chia ra rất là nhiều kiểu gay, trans, lesbian, bisexual. Thì với các bạn gay, người ta hay bảo là các mối quan hệ nó rất là ngắn, nó rất là nhanh, dễ đến dễ đi và nó thường có xu hướng không nghiêm túc. Chị nghĩ là chị cũng có thể phỏng đoán được một vài cái lý do Ví dụ liên quan đến việc do là nam giới nên cái tính chủ động cũng cao ấy và có nhiều khi nó là vấn đề về tình dục. Bởi vì ví dụ với nữ giới thì còn quan tâm đến cảm xúc và cái sự ngại ngùng nó sẽ rất là lớn, còn với nam giới gần như rất là thẳng thắn nói về nhu cầu và khi mà hết nhu cầu thì có thể đi một cách dễ dàng. Thế thì theo góc nhìn của em thì cái sự dễ đến dễ đi này nó có không và tại sao? Em nghĩ là cái những những cái việc này nó xảy ra với tất cả các mối quan hệ không phân biệt là và không phân biệt là đồng tính hay dị tính hay như thế nào cả chỉ có một vấn đề là đối với những mối quan hệ dị tính thường là họ có những cái kỳ vọng từ nhiều phía khác nhau họ có những cái ràng buộc nếu mà họ kết hôn rồi họ có nhiều ràng buộc hơn và nếu cái mối quan hệ đấy nó không đi tiến triển theo cái hướng lành mạnh nó dễ là... toang đúng không không em nghĩ là ở xã hội việt nam nó chưa dễ toang đến như thế đâu nếu ừ. cái mối quan hệ đấy nó không phát triển theo hướng lành mạnh thì có thể là một trong hai người đấy sẽ vẫn chịu đựng cố gắng chịu đựng bởi vì những cái sự ràng buộc của xã hội mà họ đang phải vướng vào đấy và họ không dám thực sự làm một cái điều gì đấy như kiểu là bỏ nó đi nhưng mà đối với cái mối quan hệ đồng tính nam bọn em có nhiều cái không gian hơn để làm đấy bởi vì bọn em ít sự ràng buộc với nhau hơn nhưng không có nghĩa là cái đấy chỉ là vấn đề của đồng tính nam em nghĩ là nó xảy ra với tất cả mọi người chỉ có điều là đối với có thể là ví dụ như mối quan hệ dị tính bởi vì có những cái ràng buộc khác là ừ. người ta là người ta không Yeah. không biết cách để làm nó lành mạnh lên mà cũng không biết phải xử lý thế nào với với cái tình trạng đến đây là mọi người nhiều khi là mọi người cứ cố chịu theo cái ràng buộc đấy nó thường nằm ở những khía cạnh nào anh nghĩ là thường nếu mà người ta kết hôn rồi thì nó rất là rõ ràng đúng không con cái gia đình thế còn hẹn hò thôi thì sao bởi vì chị thấy là hẹn hò nhá thì thì nó cũng khá là giống nhau một bạn nam đàn nếu các bạn mà thấy bị gọi là cha nam á, các bạn cũng có thể dễ dàng bỏ một, một bạn nữ đi và các bạn đi hoặc là các bạn đi quen vài bạn một lúc, cái đấy không phải là chúng ta chưa từng chưa từng bao giờ. Yeah, thấy. chắc chắn là có nhưng chị đang muốn nói về cái cái xu hướng kiểu cái mô thức hành vi thì chị thấy có sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới đặc biệt là ở cái xã hội Á Đông này. Ừ, thì em thì, em nghĩ yeah. là cái vấn đề có thể là có thể các bạn nữ bạn sẽ có thể dễ dàng sẽ cảm thấy nặng tình hơn em không biết con gái như thế nào nhưng em em chỉ cũng chỉ phỏng đoán thôi em cũng không biết là nó có đúng hay không chị thấy họ dễ chấp nhận và thậm chí là nếu mà giữa hai người nó đã phát sinh ra cái quan hệ tính rồi ừ. tức là họ đã quan hệ tình dục với nhau rồi thì, thì có nhiều khi bạn nữ bạn sẽ nghĩ yeah. có những có những cái right, có, những, right. có những cái cái lối suy nghĩ rất là kiểu như là uh, mình đã trao thân cho bạn ấy rồi bây giờ mà bạn ấy không yêu mình nữa thì mình sẽ là cái gì đây uh, không bạn... cưới nữa là coi như là đồ ừ, bỏ đi yeah. là đấy em nghĩ là có những rất cái cách cái... nghĩ đến giới hạn của các bạn nữ nhưng mà thực ra là lại quay lại cái mạng lưới của em, em thấy các bạn nữ ấy, trong mạng lưới của em mọi người lại rất là mở rất là có một cái lối suy nghĩ hiện đại hơn một chút ừ. nên là mà, hình như em thấy mọi người cũng không quan tâm vấn đề này ừ. nên là em cũng không em cũng chưa gặp những cái trường hợp nào yeah. như thế chị đấy. tiếp xúc với một số bạn ấy cái chị thường thấy luôn nhá là gần đây luôn thì chị có coach cho một số bạn nữ có những bạn đã có gia đình rồi có những bạn chưa có gia đình nhưng chị thấy là họ có một cái xu hướng là xu hướng nhường nhịn cái người đàn ông mà mình đang ở bên cạnh. Ví dụ như là cái lời nói của hai bên đang có mâu thuẫn, họ sẽ có xu hướng là thôi dĩ hòa vi quý. Nếu mà kết hôn rồi thì cái việc này nó còn nặng nề hơn nữa bởi vì có thể là mẹ chồng sẽ bảo là tại sao con gái mà lại không nhường nhịn chồng. Còn chưa kết hôn ấy thì họ cũng bị ảnh hưởng bởi những cái niềm tin trong xã hội là mình là con gái nên là mình cũng nên nhường nhịn hoặc có một số người như em vừa nói đấy đó là họ họ quan hệ tình dục rồi và họ sẽ cảm thấy là mình đã mất hết giá trị rồi thế ừ. bây giờ không phải bạn này thì nó không cưới vì là ai đây sao bây giờ? đúng rồi ừ. và người sau sẽ coi mình là một cái ừ. gì đó nó rất là thấp kém và chắc chắn là mình sẽ phải hạ tiêu chuẩn xuống thế nhưng mà chị nghĩ là đây là vấn đề về tâm thế như em nói là khi mà mình đã đến với người ta với một cái tâm thế tôi là người kèo dưới ừ. thì bạn chắc chắn là bạn đang đâm đầu vào một mối quan hệ và bạn sẽ chịu nhiều thiệt thòi Ừ. Vậy là em Có những cái trải nghiệm Ở trong cái mối quan hệ đồng tính nam Và Nó còn dễ đến dễ đi như là cái Lời đồn mà vừa để chị nói không? Có, thật sự là nó có Nếu mà thực sự em thích bạn nào đấy Thì em dễ hay có những cái kỳ vọng khó là sớm ừ. kỳ Em kỳ vọng gì? Và... Kỳ vọng là nó sẽ phát triển ra đúng như kinh hướng mà mình nghĩ ra một ngày là đấy đẹp trời là hai người sẽ yêu nhau Em khá là có một cái Em mơ mộng nhỉ? Bộ... <laughs> <laughs> một, một mảnh trong đầu em Thực, có lẽ lúc thì rất là thực tế nhưng mà thông thường thì cũng rất là rất là mơ mộng ừ. thì nếu mà như giả sử người ta gặp một vài buổi người ta thấy không thích nữa ấy. thì nếu mà như mà em nếu em thích người ta thì em sẽ cố gắng tìm cách đối thoại hay làm sao đấy để mình xem là tại sao không thích hay là như thế nào đấy nhưng nhiều khi người, người đơn giản chỉ là người ta không thích nữa thôi tôi ừ. cảm thấy gì và người ta không muốn sửa đổi gì cả nên là người ta đi ờ, thì, chị nghĩ là đấy. cái này nó là vấn đề của bất cứ mối quan hệ nào đúng rồi em nghĩ <laughs> không em, hợp thì đi để em, em em nghĩ như thế nhưng mà không em em hay theo hướng không hợp bây giờ mình sẽ nghĩ tại sao mình không hợp ừ. mình xem mình nếu mà cái này cái sự không hợp đấy thuộc về những cái mặt những cái giá trị mà nó không thể thay đổi được ừ. thì ví dụ em có những mà... cái giá trị nào mà em nghĩ là sẽ là tiêu chuẩn à cái này khó nhà vì em cũng hay điều chỉnh tiêu chuẩn của mình theo cũng... <laughs> <laughs> thế nhưng em lại điều chỉnh tiêu chuẩn theo người ta và chính em là người thay đổi thì thì sao uhm thường là em sẽ cố gắng là tìm những cái người mà từ không không phải là tìm những cái người mà nhiều khi mình tìm ra mình cũng không biết được nhưng mà em sẽ cảm thấy yên tâm hơn với những người mà người ta cũng sẵn sàng người ta đối thoại và người ta nghĩ khi người ta thích mình và người ta coi trọng cái sự cái, cái cái tình cảm đấy và người ta muốn phát triển lên người ta muốn cũng muốn tìm cách để xây, giải quyết những cái vấn đề mà nó người ta nghĩ rằng là không đáng để tạo thành vấn đề giữa hai người như thế thì uh, quay lại cái câu hỏi lúc nãy là thế nào là những cái giá trị thực ra em nghĩ là cái này có phải là khéo, khéo phải dành một cái một cái buổi nói chuyện khác thì mới hết được những cái này ừ. nhưng mà nếu mà để nói và tìm em tìm người như nào thì em nghĩ là em tìm những bạn uh, tích cực có thể match được mình về những cái những cái sở thích những cái suy nghĩ hoặc là ít nhất là người ta hiểu được mình nói gì và mình hiểu được người ta nói gì và các bạn ấy có một cái gì đấy riêng thì với cá nhân em thì em hay thích những bạn có một cái gì đấy nó riêng nó rất là đáng yêu mà nó một cách rất là đặc biệt đấy. Ừ. Bỗng nhiên vừa nãy em nói thì chị bỗng nhận ra có một câu hỏi này chị cần phải hỏi em. Em đã bao giờ em uh, kiểu cảm thấy rất là thích một bạn và cũng đang đi hẹn hò tìm hiểu nhau và thậm chí còn nghĩ đến những cái thứ nó nghiêm túc hơn. Nhưng mà rồi em nhận ra là bạn ấy chưa từng Come out với gia đình và đang rất là gọi là gì nhỉ? Có một cái cụm là live in the closet ấy, là đang uh, kín chưa tiết lộ mà em thì là người đã, đã tham khăm rồi nó có khiến em bị khó khăn không? Nếu mà em thực sự nghĩ em thích thích người đấy rất nhiều á em không quan tâm đến vấn đề đấy nữa còn nếu mà em khi mà thực sự em, em em bắt đầu nghĩ đến vấn đề đấy thì em nghĩ rằng là em chưa đủ thích người ta nhưng mà rõ ràng là kể cả em nghĩ đến hay không ấy thì chắc chắn có những cái cản trở từ ngoại cảnh nếu mà bố mẹ người ta có kỳ vọng là người ta thẳng người ta sống một cuộc sống lấy vợ sinh con bình thường đúng không? Em nghĩ không ảnh hưởng đến cái quyết định là em có muốn ở bên bạn ấy hay không bởi vì em những kiểu những cái lúc đấy em lại rất là tích cực em nghĩ là rồi mưa dầm thấm lâu sẽ có một ngày được nếu mà thế có được không đã từng được bao giờ chưa em Hả? nghĩ là chưa có mối quan hệ nào đủ lâu để, để đạt đến cái lúc mà đạt đến cái lúc là được đấy ừ. nhưng mà ít nhất là vào cái thời điểm em chọn lên cạnh bạn đấy em không cần phải bận tâm về vấn đề rằng liệu có một ngày bố mẹ nó có làm gì đấy không hay là như thế nào đấy em em chưa nghĩ đến cái đấy vội thế thường khi em nhìn một người và em đủ nghiêm túc em muốn tiến sâu hơn ấy và Em có hay suy nghĩ đến cái cảnh một ngày cả hai sẽ kết hôn không, hay là bố mẹ sẽ chấp nhận không? Thực ra là em không có quá là nhiều kỳ vọng hay là ý tưởng gì về việc kết hôn cả. Em em quan trọng hơn là cái tình yêu và tình cảm giữa hai người. Em nghĩ là có thể sống với nhau mà nếu là bạn ấy muốn, nếu bạn ấy muốn kết hôn thì em cũng sẽ kết hôn. Bạn ấy muốn như thế thì em cũng sẽ như thế và em ổn với cả hai điều đấy. Em cũng không cần phải ừ. uh, phải, phải có một cái gọi là hôn nhân cái cụ thể đó cái lý do chị hỏi câu đấy bởi vì chị muốn muốn biết cái góc nhìn của em ở trong việc này như thế nào bởi vì thông thường ở cái độ tuổi của em cũng là một cái độ tuổi mọi người bắt đầu phải nghĩ đến chuyện kết hôn rồi kể cả là nam hay nữ thì với những cặp đôi dị tính ấy khi mà yêu một người ở độ tuổi này họ sẽ gần như treo ở trên đầu một cái câu hỏi rất lớn là đối tượng ấy. này có phù hợp để ừ. tôi kết hôn hay không và khi ấy những cái tiêu chuẩn của họ nó sẽ không chỉ là tình yêu tiêu chuẩn của họ là đối tượng này có phù hợp tình về gia đình. cảnh có phù hợp về tài chính sau này họ có đủ cái khả năng để nuôi con hay là họ có đủ khả năng để kiếm tiền xây dựng gia đình không và chị nghĩ đó là cái thứ mà em vừa nói ban nãy đó là cái những cái sự ràng buộc nhiều hơn ở trong ừ. cái mối quan hệ này khiến cho giả sử gặp một cái người mà phù hợp ấy ừ. thì đến một ngày cái tình cảm của họ tự dưng nó còn không còn nữa. nhiều hoặc là tự dưng xảy ra cheating hoặc là ừ. xảy ra những cái vấn đề khúc mắc giữa cả hai thì chị nghĩ có thể họ lại mang cái tiêu chuẩn để kết hôn kia lên và bảo rằng đó là lý trí và đối tượng ừ. này phù hợp nên những cái sự không hợp kia tôi có thể tạm gác sang một bên bởi vì ừ. bây giờ tìm lại một người để làm lại từ đầu để tìm một đối tượng kết hôn trong khi có những người còn giới thiệu về gia đình là đây là bạn trai bạn gái con dối nó là một cái thứ khiến cho họ chần chừ hơn nếu mà cảm thấy sự không hợp còn nói chuyện với em thì chị cảm thấy là em không, không hợp có, thôi mà, em không hề có bất cứ một cái ràng buộc nào hay là một một cái ừ. cảm thấy bị thúc ép hay là như bị 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 Bộ nào bởi vì những cái, về, tất cả những cái điều đấy cả. Chị đang thấy nó là một cái quyền lợi đúng nhưng rồi. cũng là một cái bất lợi của LGBT là quyền lợi là chúng ta thực sự rất là chân thật với cái cảm xúc của mình đúng ừ. không? Nhưng cái bất lợi đó là đến một ngày tình cảm không còn nữa thì chả lẽ toang. Thế thì cái gì là cái đảm bảo là chúng ta có một cái người bạn đồng hành để đi dù trong cái hoàn cảnh khó khăn bây giờ? Em nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là khó để trả lời nó tùy vào từng người và từng trường hợp thôi. Em có lo ngại là đến một ngày nào đó giả sử em chia tay một mối quan hệ đi, có bao giờ em sợ là rồi cuối cùng cuối đời tôi không có một cái người bạn đồng hành không? Em không bao giờ nghĩ đến cái vấn đề đấy. Ít nhất là đến thời hiện tại em chưa em chưa nghĩ đến cái vấn đề đấy. Vì sao? Em nghĩ là đây nó chỉ đơn giản là vì em vẫn có một cái chút cái sự mộng mơ và lãng mạn để em nghĩ rằng là rồi mình sẽ lại gặp một người khác tốt hơn. Ừ. Và em còn đặc quyền của người trẻ là tôi còn đặc quyền của sự Tự do tìm hiểu những ừ. mối quan hệ khác Nhưng mà đấy Chị lại thấy đấy là một cái điều mà Các bạn nam sẽ có cái thuận lợi hơn ừ. Vì các bạn nữ Giả sử đến 26 tuổi 27 tuổi là bắt đầu cảm thấy là Chết rồi mình sắp hết trứng rồi <laughs> Mình chuẩn bị là Không thể sinh đẻ được Bây giờ mình không chốt điêu thì khi nào mình chốt điêu Và nếu giả sử Mình chưa tìm được một cái mối để Trở thành một cái bến đỗ cho mình ý thì có khả năng là mình sẽ phải đơn độc đến hết đời ừ. thì họ sẽ ít phiêu lưu hơn ở trong các mối quan hệ Chị nghĩ đấy là cũng là cái điểm rất là khác biệt trong cái cặp đôi kiểu đồng tính nam, đồng tính nữ và các cặp đôi dị tính ừ. Hiện nay em đang ở Hà Nội ừ theo chị biết là em cũng có đi uh, sống ở một vài những cái nơi khác ừ. ở trong cái uh, quá trình em đi học hay đi làm thì em có cảm giác là cái việc hẹn hò hoặc là cái cộng đồng LGBT ở Hà Nội nó khác với cả các tỉnh khác không hoặc là khác với cả các nước khác không? Em thấy con người ở đâu thì chung quy lại vẫn là con người thôi. Có ừ. những cái xu hướng những cái hành động mô típ hành động trong tình trong tình yêu trong tình cảm nó không quá là khác biệt. Thế có cái sự đặc trưng không? Em nghĩ là không em đã từng sống ở Trung Quốc em thấy cũng có những cái trường hợp các bạn ấy muốn có một mối quan hệ chính thức, một con mối quan hệ nghiêm túc chính thức có những trường hợp các bạn ấy chỉ muốn vui vẻ có những trường hợp là quen ra không được thì thôi và em thấy là đấy là những cái chung cho tất cả các mối quan hệ dù là bất cứ đâu và nó khi em về Việt Nam ở Hà Nội thì em thấy nó cũng tương tự như vậy Thế ừ, là ừ. em nghĩ là nó cũng không có sự khác biệt lắm có thể là nó sẽ có những cái khác biệt về mặt uh... văn hóa chẳng hạn thì nó uh, khác biệt về văn hóa chứ không phải là khác biệt giữa các cái vùng các cái ừ. vùng này ví dụ như em đã từng quen một vài bạn uh, châu âu hiểu khi em còn ở trung quốc thì uh, hồi đấy em chưa quen với cái việc là các bạn ấy có thể là um, đi hẹn hò với nhau rất là lâu có thể ngủ với nhau trước khi uh, chính thức yêu nhau ừ. rất là lâu thậm chí đến lúc mà một cái ngày nào đấy có thể là mình không biết được người ta cảm thấy là người ta thoải mái, người ta bình yên thì người ta sẽ muốn mình làm người yêu của người ta. Nhưng mà cái hồi đấy em <laughs> một cậu bé châu Á vừa mới chỉ bỏ thoát ra khỏi cái cái vỏ bọc của mình thì em thấy em thấy nó nó không phù hợp với cái gì mà em mà em mong muốn lắm. Thế em thường mong muốn khác đi như nào với cả cái quá trình đấy? Hồi đấy thì em nghĩ rằng là mình phải quen nhau rồi thì uh, mình phải mình phải yêu nhau rồi thì mình mới được khổ với nhau, mình mới được thân <laughs> mật chẳng hạn. Ừ. Đấy. Thì uh, thì hồi đấy em mới hơi bỡ ngỡ với cái, với cái đề vấn đề đấy đến thời điểm hiện tại thì em thấy nó bình thường. Thế nhưng mà nó có thay đổi cách em sống và em có tiếp nhận cái có. cái lối sống nó, à, Có nó, hả? Nó thay nó thay đổi thay đổi cái cái quan điểm của em trong 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 việc uh, tìm đối tượng hẹn hò. Là đấy bây thì... giờ em thấy rằng là yêu đương hay là have sex thì không nhất thiết là phải, phải cái nào trước cái nào sau đúng không? Đúng rồi. Ừ em thấy nó đang đi theo cái hướng tốt hơn hay là xấu hơn? Em nghĩ là nó tốt hơn ở cái mặt là nó nó khiến cho mình thoải mái hơn trong cái giai đoạn mà vẫn còn đang tìm hiểu nhau, ừ. thoải mái hơn về cái việc là mình không cần phải có những cái kỳ vọng mà nó sớm quá, ừ. mà nó sau này nó lại tự quay lại nó nó làm ảnh hưởng nó làm độc hại cho bản thân mình và cái mối quan hệ của mình. Ừ. Ừ mình không cần phải thúc ép bản thân mình có một cái ràng buộc về đấy sớm quá trong khi mình vẫn chưa hiểu thực sự hiểu về người ta mình sẽ yeah. luôn có một cái cái lối thoát cho mình để, để nếu mà hai người không ở không không tiếp tục được với nhau thì nó vẫn là hòa bình chứ không phải là Tao ừ, ừ. đã làm cho mày tất cả những thứ này rồi mà mày lại không đáp ứng lại thì em nghĩ là nó, nó tốt ở cái mặt đấy nó cho mình nhiều cái sự tự do hơn thì đương nhiên là nó cũng đi kèm với rủi ro là mình có thể là bản thân mình tự cho mình cái quyền được phóng túng hơn và có thể là đối xử tệ với một vài người nào đấy mà ừ. mình không thể nào biết được thì cái đấy nó, nó sẽ luôn đi song hành với nhau nhưng nó là một cái song đề ừ. nó là một cái song đề như một con dao hai lưỡi vậy yeah. khi chúng ta còn có nhiều sự tự do thì cái sự bất cẩn nó sẽ cũng để đi theo luôn yeah. em nghĩ là em nghĩ là đấy em không nghĩ là nó, nó phát triển theo hướng tốt lên hay là xấu đi mình ừ. xem là mình phải nhận thức được cái đấy và mình điều chỉnh thôi. Chị cảm thấy là nếu mà cái khi mà cái tập podcast này được phát hành ấy, thì có lẽ cái người mà có những cái nhìn nó cởi mở hơn ấy, nó lại không phải các bạn cùng với cả cộng đồng của em mà lại là các bạn kiểu có thể các bạn dị tính, bởi vì chị đã từng tiếp xúc và đặc biệt ở độ tuổi của chị thì xung quanh bạn bè cũng đang quá là dục dịch kết hôn có con rồi và gần như là sẽ rất là ít khả năng mà họ đặt lại câu hỏi về việc là tại sao tôi lại đang phải chịu nhiều dính mắc như thế. Hầu hết mọi người sẽ làm bởi vì mọi người xung quanh đều thế hoặc là cha mẹ tôi bảo thế, hoặc là tôi yêu người này mà năm nay tôi 26 tuổi rồi thì tại sao tôi lại không kết hôn nhỉ? Gần như là nó rất là ít có cái sự phản tư ở trong đấy là ừ. thế bây giờ lật ngược lại tôi không kết hôn thì sao? Hay lật ngược lại tôi thực sự không muốn kết hôn với người này thì tôi có đủ thời gian để tìm một người khác không? thì chị thấy là các bạn đặc biệt là các bạn nữ ấy, thường chọn một cái thứ nó an ổn nó thoải mái cho hiện tại nhá và có khả năng nó chính là cái mầm mống để các bạn đấy phải chấp nhận okay. cái, cái sự hy sinh trong tương lai nhưng mà chị nghĩ là họ sẽ có xu hướng đi theo cái đấy tuy nhiên xét về các bạn lgbt thì giống kiểu cuộc đời tôi nó đã có cái sự uh, <laughs> vô định <laughs> ngay khi tôi phát hiện được cái xu hướng tính dục của tôi rồi đã vô định này còn thỉnh thoảng phải che giấu thỉnh thoảng bị uh, đối mặt với cả những cái nguy cơ phân biệt đối xử, thế thì nó khiến cho tôi phải liên tục tôi tự hỏi tôi là ai, tôi thích gì, tôi yêu người này hay không, thì tôi luôn trung thực về cái cảm xúc của mình hơn. Em có một người bạn rất là thân, bạn ấy đang có em bé. Ừ. Một hôm bạn ấy kêu là phải làm phụ nữ mệt lắm. Sau này con, uh, sau này con tao muốn cho nó làm bê đê, bê đê sớm hơn. Well. Em nghĩ em nghĩ là em nghĩ là cái ý mà bạn ấy thực ra cái mà ẩn sâu sau đằng sau cái cái phát ngôn đấy, đó là việc là bạn ấy cho bạn ấy cho rằng là khi mà làm gay thì ít phải chịu những cái ràng uh, buộc, những cái câu thúc về mặt xã hội, về những cái vai trong xã hội nhiều hơn, uh, ít ít phải chịu những cái đấy hơn là uh, khi mà ở trong một mối em thấy đúng là, không? Là một người dị tính em nghĩ là có nghĩ nhưng là mà có. Đúng ngoài không? ngoài cái ngoài cái uh, nếu mà không kể đến cái cái khó khăn là phải là phải come out, là phải tìm kiếm bản thân mình, tìm kiếm những sự chấp nhận của những người khác thì những cái còn lại thoải mái hơn rất là nhiều và thế mình được ờ, được xếp sống với bản thân mình nhiều nhưng hơn. Nhưng có một cái câu này nhá, đó là em trải qua mọi thứ rất ổn. Thế bây giờ chị đặt ngược lại là thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không ổn thì nó thế? không ổn. Thì em cũng không biết được bởi vì là bản thân em yeah. chưa được, chưa được trải bản thân em chưa được trải. Nào nữa. đâu là những cái rủi ro nào bị ừ đưa đi kiểu dùng tâm linh để thay đổi nhá cho uống thuốc nhá bị thay đổi hóc thậm chí có những cái cái này nó rất là sai pháp luật nhưng mà ở một số nơi chị biết là họ có những cái cái trại để gọi là gì kiểu chuyển hóa kiểu thay đổi xong rồi trong cái đánh đập các thứ rất là ghê hoặc có những cái câu chuyện mà chị nghĩ là nếu mà chị nói trên podcast này thì nó sẽ rất là kinh khủng nhưng có những cái vụ mà bậc cha mẹ họ đã hành xử rất man dợ để thay đổi xu hướng của đứa con ừ. bởi vì do những cái niềm tin của họ thì uh, yeah. em em thì... em vẫn nhận thức được những điều đấy em nghĩ chỉ em nghĩ là từ cái 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 phát ngôn của bạn em thì em nghĩ là bạn ấy nhìn vào cái cuộc sống mà em đang ừ. sống bạn ấy đưa ra một cái lời đùa như thế bởi vì là dựa vào cái nền tảng là bạn những gì nhìn, nhìn nhìn những gì em đang có. Ừ. Những gì em đang em đang được ở Đấy là nhìn nhận. vào một cái cá nhân ừ. có một cuộc sống tốt. Ừ. thì lúc nào chả thế ngay ừ. cả dị tính cũng thấy có những cặp đôi hạnh phúc và những cặp đôi không hạnh phúc, phúc đúng không ừ. thì những cặp đôi hạnh phúc được um, mọi người tôn sùng là cặp đôi kol và ừ. mọi người ngóng theo và chị nghĩ là họ cũng tạo ra cái ví dụ rất là tuyệt vời ừ. về một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng mà chúng ta vẫn không thể phủ nhận được là có những người không hạnh phúc có những người không được đau khổ chúng ta. Ừ. và cuối cùng thì kiểu nghe cái câu chuyện của em thì chị thấy là may mắn hay không ấy nó là cái mindset mà Ừ. em luôn cảm thấy là mình xứng đáng được yêu thương và dù chuyện gì xảy ra em cũng thấy em xứng đáng ừ. tìm một cái cơ hội khác nếu mà cái cơ hội kia nó không thành công ừ. chị nghĩ nó đã cho em một cái quyền lực rất là lớn là cái thế chủ động ừ. khi mình có cái thế chủ động mình kiểm soát đi thì nó hơn rất nhiều những cái người mà họ cảm thấy là họ không được phép kiểm soát. Ừ. Ừ. Em nghĩ rằng là như chị nói ở phần trước thì để có được để có được một cái tâm lý như thế thì nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái môi trường mà mình được sinh ra và lớn lên, ừ. mà sao mình được một cái sự tự tin và mình được yêu thương, mình nên được yêu thương và mình phải được yêu thương và ừ. Ừ. mình nên được chấp nhận như thế. Tự dưng chị <laughs> kiểu nghe em bảo so sánh ấy, chị nhớ lại cái meme mà hôm trước một cái người khách hàng của chị thế bạn ấy đăng lên story một cái meme bạn ấy là đồng tính nữ bạn ấy bảo là kiểu đăng cái story ấy, có một người bảo là ôi uh, yêu kiểu yêu đương mệt mỏi quá ước gì mình là lesbian Thế xong rồi có một bạn lesbian mới reply phản hồi phía dưới đó là <laughs> bởi vì chưa bạn chưa thực sự trải qua cái việc là date một người phụ nữ thế nào thôi tức là những cái người uh, ví dụ là họ cảm thấy mệt mỏi ví dụ là người đồng tính thì cảm thấy mệt mỏi nghĩa là ước gì mình thẳng chuyện này nó giải quyết xong các bạn thẳng thì kiểu ước gì là tôi cong thì chắc chắn là cuộc sống của tôi nhẹ nhàng bởi vì chúng ta khi mà đau chân thì đâu có ai biết được cái chân đau của người khác đúng không dù ở cộng đồng nào cũng không biết cộng đồng kia như nào đấy là mình còn đang chỉ nói về xu hướng tính dục ấy còn chưa nói đến các bạn trans đâu ấy ừ. mà nhắc đến các bạn đấy thì nó lại là một cái chân trời khác nó còn ừ. có những cái thay đổi không chỉ ở trong cái tinh thần mà nó còn là thay đổi cơ thể vật lý cơ. Bạn nó còn là một cái level khác và ừ. chị cũng có một cái plan để phỏng vấn cái bạn một bạn chance để hiểu thêm về cái cuộc sống hay là những cái ảnh hưởng hay là kỳ vọng của mọi người áp lên bạn ấy. Ừ. Thế thì từ trước đến giờ em có bao giờ em em nghĩ là mọi người hiểu một vài cái cái mức độ nhận thức sai lầm về các bạn gay ở Việt Nam không? Tức là trong cái trải nghiệm của em và những cái người mà em từng tiếp xúc Thì ví dụ cái bạn từng nói là Ôi ước gì con tao BD hay các thứ nó sẽ đơn giản hơn Nó là một cái hiểu biết mà nó không thực sự quá chính xác Về cộng đồng LGBT chẳng hạn Thì chị đang muốn hỏi em là trong cái trải nghiệm cuộc sống của em Có khi nào em cảm thấy mọi người có những cái phát ngôn Có những cái niềm tin về các bạn gay nói riêng và LGBT nói chung ấy, Thì em cảm thấy nó không đúng lắm em nghĩ là trong những cái mạng lưới bạn ừ. bè gia đình xã hội um, mà em có thì ít phải đối mặt với những cái như thế hoặc là có nhưng em cũng không quan tâm lắm nhưng mà thỉnh thoảng em thấy có trên mạng thì những cái mà mọi người đều thấy nghĩ là những cái như kiểu là um, LGBT thì không thể sinh sản được thì thì như lúc đó, nãy ừ. chúng ta nói là ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài người trên trái đất ừ. hay là um, những cái như là những um, anh mà là gay chẳng hạn thì uh, hay biến thái, mọi người sẽ nghĩ như thế, mọi người sẽ nghĩ bạn gay, bạn gay nào cũng uh, sẽ đi làm những cái điều, cái hành động nó quấy rối nó không phù hợp với những bạn nam khác. Ờ Chị nghĩ là những cái người phát ngôn câu đấy là những bạn nam đúng không? Đúng. Bởi vì những bạn nam đấy dĩ nhiên là chị nghĩ là ít phải trải nghiệm với sự quấy rối từ các bạn nữ. Ừ nhưng mà các bạn nữ thì cũng trải nghiệm sự quấy rối từ rất nhiều bạn nam thẳng rồi ừ. và chỉ là những cái, cái bạn nam kia thì không thì em bao nghĩ... giờ là kiểu là nạn nhân ấy. nên là ừ. chị thấy đây là vấn đề liên quan tới uh, cái cái văn hóa ừ. liên quan tới gia trưởng nam quyền chứ không hẳn là liên quan đến số nên, tính dụng. Nên, nên nên em nghĩ là thực ra đối trong cuộc sống của em thì những cái vấn đề nó chắc là nó cũng có nhưng em cũng không quan tâm lắm vì nó chưa bày ra vào, nó không nó chưa phải là của em nó chưa dính dáng ừ. gì đến em và um, em cũng không phải nghe nhiều từ những cái người mà em thường hay hay tiếp xúc ở, ở xung quanh thế em nghĩ em cũng có một vài những nhận được cũng cũng nhận biết được một vài những cái cái mà những cái stereotype mà người ta ừ. có thể đúng hay không mà mọi người, người hay đặt cho uh, các bạn các bạn gay nhưng mà um, nó cũng không quá là sâu sắc thì uh, nhưng mà đối với ít nhất là đối với bản thân em thì nếu mà em có thấy có nhận biết được ai trong cái vòng trong cái uh, trong cái mạng lưới của em bạn bè của em với những người em rất là coi trọng mà có một cái xu hướng thế thì em sẽ phải chỉnh lại ngay ừ. em sẽ chỉnh lại hoặc em cố làm một cái cách nào cách nào đấy để họ nhìn vấn đề nó nó được toàn diện hơn uh, uh. Uh, ví dụ như gần đây gần đây em mới Come out với một anh bạn của em người Hàn Quốc Ừ. Nên em phải đắn đo rất là nhiều em phải đắn đo rất là nhiều trước khi làm cái việc này bởi vì mọi người đều biết rằng là xã hội Hàn Quốc ừ. họ 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 không cởi mở như được như xã hội Việt Nam thực sự là chắc là mọi người cũng nghe nhiều rằng là xã hội Hàn Quốc không thực sự cởi mở ừ. không thực sự cởi mở đặc và đặc biệt là về cái vấn đề LGBT này và yeah. đặc biệt là bạn em là trai thẳng nữa uh. nên là em đã phải suy nghĩ rất là nhiều em em nói như thế nào với anh với ai với anh ấy và uh, phải làm như thế nào để không phải không bị dính bất cứ một cái stereotype nào cả thì uh, em cũng rất là thẳng thắn với anh đấy và em nói em nói thẳng là em chỉ đơn giản là em muốn come out vì vì em rất là coi trọng cái tình bạn đấy và em muốn là em đã là bạn bè của em thì em ừ. phải được thoải mái là con người của em em cũng nói luôn với anh ấy là anh cũng để ý là từ trước này em chưa bao giờ chưa bao giờ uh, crush anh chưa bao giờ có bất cứ một cái tình cảm gì cho anh ngoài ngoài cái việc hơn là hơn là tình bạn đấy là cái đầu cái đầu tiên em gạch bỏ đi cái, cái 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 stereotype rằng là nếu như một bạn thẳng mà có một bạn thân là nam thì chắc chắn cái thằng à là, là gay thì chắc chắn cái bạn gay kia phải crush cái bạn thẳng đấy nó xóa được cái cái stereotype thứ nhất đấy và thứ hai em cũng bảo là nếu mà anh nhìn lại từ đầu đến bây giờ em luôn cư xử rất là đúng mực thậm chí em không bao giờ chạm vào người khác nhìn chung em không bao giờ rất ít khi chạm vào người khác. Chạm vào người khác em cũng không bao giờ chạm vào người nhưng một cách quá là gần thân mật đến, đến mức quấy rối hay như là cả em chưa bao giờ làm cái việc đấy cả nếu anh nghĩ là em nếu mà anh chỉ cần nhìn lại anh sẽ thấy là em luôn cư xử rất là đúng mực không bao giờ làm gì đấy quá chớn thậm chí còn chẳng bao giờ động vào người thì bằng cái việc đấy thì em đã xóa đi một stereotype thứ hai là các bạn gay thì thường hay thích động chạm vào người các bạn nam khác em thì... muốn chứng minh bản thân mình là một người tử tế để nhằm xóa đi những cái định kiến về đúng. xu hướng tính dục của mình đúng không em nghĩ là bằng cái cách đấy cũng là một cái đóng góp nhỏ cho em rằng là để mọi người có thể thấy rằng là cái cộng đồng này nó cũng như bất cứ một cái cộng đồng nào khác và không phải vì bọn em cái nên bọn em mới như thế bọn em là con người và bọn em có những cái tiêu chuẩn sống đúng ừ. thế thì anh bạn đấy đã phản ứng như nào anh ấy rất là cởi mở anh ấy bảo là cảm ơn em vì đã nói cái điều gì đấy và anh ấy bảo là cái việc em nói chia sẻ cái vấn đề đấy nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái tình bạn cả ừ. không ảnh hưởng đến cái tình bạn kể và anh ấy nói một câu rằng là I don't judge you for who you like ừ. Ừ. Chị thấy là thông thường mọi người Mọi người hay có xu hướng Phán xét Nếu mà họ cảm thấy cái đối tượng này Chẳng liên quan gì à cuộc sống của họ Họ sẽ rất là dễ nói ừ. rằng là Ôi chắc chắn là nó như này như kia Cho đến ngày một là bạn bè Hai là người thân và thậm chí là con của họ đến Và là người thuộc cộng đồng LGBT Và họ mới bắt đầu kiểu Ôi thế thì tôi phải làm gì bây giờ và ừ. chị nghĩ đến lúc đấy họ mới bắt đầu đi research tìm hiểu là cộng đồng này là như thế nào ừ. họ có ừ. những cái vai trò gì hay họ phải đối mặt với những vấn đề gì và tôi cần phải đối diện với họ như thế nào còn trước khi mà có một cái người quan trọng của họ come out và nói là LGBT chị nghĩ cái mức độ bàng quan nó lớn ừ. và chính cái sự bàng quan đôi khi khiến cho con người trở nên khá là nhẫn tâm để ừ. nói về những cái người mà chúng ta không hề quen biết đấy là chị nghĩ nó là một cái bản năng của người với người thôi ừ. là mình càng quen ai càng có hảo cảm với ai thì càng có xu hướng mình sẽ chấp nhận ừ. và người đấy thực sự là như thế nào và mình sẽ mình sẽ ok với bất cứ điều gì mà người ta làm từng có lần chị uh, cốt cho một bạn nam ấy cái này không phải LGBT nhưng chị nghĩ là nó chỉ ra một cái mô típ khá là giống thì uh, bạn ấy có nói về việc là một cái giá trị lớn nhất của bạn ấy là gia đình thì chị chỉ hỏi ngược lại một câu thôi đó là thế giả sử nhá là một ngày À, bạn phạm phải một cái tội rất lớn thậm chí là coi như là giết người đi. thì giả sử bạn nói với bố mẹ của bạn thì bố mẹ bạn sẽ làm gì còn bảo vệ bạn nữa không không rồi bạn ấy nghĩ thế và bạn ấy khóc bạn ấy bảo là kể cả trong trường hợp đấy thì tôi tin là bố mẹ tôi vẫn sẽ bảo vệ tôi đó là cái sự yêu thương mà tôi luôn cảm nhận được từ bố mẹ thì chị nghĩ là nó giống kiểu mặc dù chúng ta sẽ có thể biết là đâu là những cái niềm tin trong xã hội nhưng với những người mà chúng ta Coi là bạn bè mình Và những người mình yêu thương ấy Chúng ta sẽ có những cái sự dung túng nhất định cho họ Cho nên là nếu mà mình Chưa thực sự cam out Chưa biết được người ta phản ứng thế nào Mà chỉ nghĩ rằng là Ôi xã hội không thích điều này Nên tôi nói ra tôi sẽ bị phản đối ừ. Là chúng ta hơi đánh giá thấp Cái tình yêu ừ. mà những cái người xung Đúng. quanh dành cho mình Đúng Khi mà thực hiện những cái quyết định kiểu như này Em cũng nghĩ ra cái điều Em cũng cân nhắc rất là nhiều đến cái Yếu tố là thực sự cái tình cảm đấy Ừ và em cũng có một cái khác nó là động lực cho em nữa là em sẽ nghĩ rằng là nếu như họ chấp nhận bản thân em theo đúng cái bản chất của em thì đương nhiên họ họ xứng đáng được ở lại trong cuộc sống của em ừ. còn nếu không thì em cũng không cần họ nữa chị thích cái sự chủ động này của em trong việc cho người ta vào và cho người ta ra đó là quyết định của em nhưng dĩ nhiên một số người nhiên, có một số người ví dụ không như... thể làm được điều đấy ừ. thậm chí là cũng chỉ có đối với em thì có một số người trong cuộc sống của em cũng rất là khiến em phải phân phải phải phân vân ví dụ như của bố em kể cả bố em có chấp nhận em hay không thì bố em vẫn là bố em đấy và thì em không thể cho em không, bố, thể, đi không, ra không ra bố đi ra khỏi, cuộc sống, của khỏi em, cuộc sống của em được đặc biệt sau khi là mẹ đã mất rồi và em biết là em phải gắn bó với phải, bố hơn đúng cho nên là uh, nhiều khi nó cũng có những cái lúc mình 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 phải phân vân nhưng mà ừ nhưng mà đến những cái trường hợp đấy nó chỉ có một thôi thì biết là cái trường hợp đấy cũng chỉ có một trên đời rồi đúng không? Thế là may mắn của đúng. em là chỉ có một thôi. đúng rồi, Còn đối với, với tất cả những người khác em sẵn sàng là nếu như người ta nếu người ta đã không chấp nhận mình thì việc gì mình phải để thì cái việc giữ lại cái mối quan hệ đấy nó có cái giá trị gì đâu nó để làm gì đâu? Ừ. Thế có những cái gia đình như chị biết được là bố mẹ bảo là nếu mà con có như này bố mẹ tự tử chẳng hạn thì lúc đấy là vấn đề về việc công ơn sinh thành ừ. của cha mẹ mình và tình yêu của đời mình thì em nghĩ thế nào? Tôi này khó nhỉ Thì đấy, buổi hôm nay là để hỏi ừ. những cái vấn đề mà thậm chí em còn chưa từng nghĩ đến. Em cũng không rõ rằng cái này, này nó là như thế nào đấy. Nhưng mà kể cả đây là điều mà sẽ xảy đến với em. Giả sử một ngày mà bố em biết hoặc em nói với bố em và bố em nói như thế, thì em cũng vẫn tự tin nghĩ rằng em sẽ có cách để giải quyết vấn đề đấy luôn luôn có cách đúng không? À, luôn em nghĩ là luôn luôn chị luôn, nghĩ đấy luôn, là luôn cái lối cách. sống và, mà và, tích cực và, đấy và, và cái xuất phát điểm của đấy là em nghĩ là em sẽ phải dùng gì đấy em phải chứng minh tình yêu thương của em, chứng minh ừ. cái giá trị của bản thân em đối với bố em để bố em thấy rằng là bố em phải tự hào về em chứ không phải là bất nghĩ bất cứ một cái gì đấy khác. Chị nghĩ đấy là thông điệp ừ. mà chị rất là muốn rút ra từ trong ừ. cái podcast này để gửi đến các bạn hiện nay đang phải đau khổ hoặc là phải đang vật vã ở trong cái việc chứng tỏ bản thân hay là cái việc khiến cho bố mẹ chấp nhận mình. Nhiều khi em cũng không biết nó là một cái sự uh, hoang tưởng hay là kỳ vọng quá đà hay không. Nhưng em thực sự là em không để bản thân, em cố gắng không để bản thân em phải vướng vào những cái suy nghĩ như thế quá. Bởi vì là nhiều khi mình mình mà bận tâm về đấy quá. Có khi mình quên mất rằng sự thật nó lại đơn giản hơn như thế rất là nhiều. Và em luôn tin rằng là kể cả bố em có từ mặt em một vài năm lên nữa, rồi, rồi bố em cũng sẽ lại tìm về em em tin được cái điều đấy sẽ xảy ra và em sẽ làm một cái gì đấy để khiến cho bố em phải quay quay về em và bố em nhận ra được là em vẫn là em vẫn là con của bố. Chị hy vọng là em sẽ luôn giữ được cái lối tư duy này ừ. bởi vì đúng là thế mà thật ra luôn có một cách luôn nào có một đó cái để cách chúng nào ta đấy. xử lý. Thế nhưng nó chắc chắn là sẽ tắt ngọn đi khi mà bạn tin rằng là cuộc đời tôi thế này là ừ. chấm dứt và tôi chắc chắn tôi sẽ phải hy sinh hoặc mình là, mình là tôi không sẽ nên giới hạn yeah. cái cái tin của mình vào những cái thậm chí kiểu nếu mà xét về một cái mặt vĩ mô hơn ấy thì ngay cả khi đất nước của chúng ta đang gặp khó khăn hay là đang chiến tranh các thứ ai biết là đến một ngày nào sẽ độc lập nhưng ừ. nếu không có một người đứng ra để nói rằng là chúng ta phải đấu tranh về độc ừ. lập tự do và ừ. Ừ. đây là cái viễn cảnh của bạn sẽ có được khi độc lập ấy, ừ. thì nó giống như kiểu xóa bỏ một cái tương lai mặc định là cuộc sống chúng ta sẽ lầm than ừ. và nói rằng là cuộc sống chúng ta sẽ có thể có tự do hạnh phúc nếu bạn chấp nhận đấu tranh ừ. thì nó khiến cho con người ta hừng hực ý chí và người ta sẵn sàng cảm tử luôn vì cái niềm tin của họ và đó cũng chính là những cái ừ. cái mô hình mà chị thiết kế cho cái cái coaching về tự tin của chị ừ. bởi vì chị biết là khi mà bạn không tự tin ý, đó là bởi vì bạn cứ xác định những cái tương lai tồi tệ sẽ xảy ra như là ừ. rồi đến một ngày mọi người sẽ từ bỏ tôi thôi hay là suốt cả đời tôi sẽ không bao giờ có ai yêu thương cả bạn còn giữ cái niềm tin đấy thì thì sẽ không bao giờ bạn nghĩ được cái giải pháp để bạn bứt phá nó ra. Em nghĩ là cái điều đấy rất là rất là đúng và em đã từng trải nghiệm cái em đừng nếm trải cái, cái 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 hậu quả của cái việc tự tự giới hạn cái niềm tin của bản thân mình bằng trả giá bằng chính là cái người mà mình yêu một mối quan hệ trước đây. Có mình... phải cái bạn là bốn năm gì em vừa nói không? Đúng. Em nghĩ bây giờ em đã vượt qua được cái điều đấy. Là... Bởi vì hồi đấy là em nghĩ rằng hai người không thể đến với nhau à? Em nghĩ rằng nó có quá là nhiều sự chênh lệch, sự khác biệt và em luôn giới hạn rằng là mình sẽ không bao giờ có thể giỏi như bạn ấy, mình sẽ không bao giờ có thể đi cao đi xa được để luôn ở bên bạn ấy như thế. Uh, nên lúc và đấy em vẫn em luôn em tìm luôn... sự lựa chọn khác à? Trước khi tìm sự lựa chọn khác thì em luôn cứ tự trói buộc mình trong những cái suy nghĩ, những cái viễn cảnh tương lai mà nó rất là mơ hồ, nó rất là tuyệt vọng như thế ừ. và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến bản thân em đến sức khỏe tinh thần và cả, cả sức khỏe thể chất của em em đã tụt cân rất là nhiều và em cũng làm cho cái mối quan hệ em nó dối tung lên là bạn ấy tổn thương rất nhiều làm em tổn thương rất là nhiều và sau này em mm. nhận ra em em đã tìm lại bạn ấy và em nói với bạn một câu là xin lỗi vì tôi đã hay cái việc duy nhất cậu làm là yêu tớ còn cái việc duy nhất mà tớ làm là sợ yeah. và bên đến bây giờ thì bạn người yêu hiện tại của em thì em cũng yêu xa thậm chí nó, nó chính là cái viễn cảnh ngày xưa em sợ với bạn kia ừ. em vẫn yêu xa nhưng mà em thấy rằng là cái thực tế nó có giống như hồi đó em sợ không nó hơi bất tiện một chút nhưng mà em em lại nghĩ rằng là em sẽ có thể làm được cái này làm được cái kia để điều hướng tương lai của hai đứa nó đi theo cái hướng ấy và em nghĩ rằng là em có khả năng để làm được điều đấy ừ. và em cứ làm thôi em không phải em không bận tâm em không nghĩ về cái việc là bao giờ mới được uh, đoàn tụ hay như thế nào nữa mà em cứ làm tất cả mọi thứ em có thể để để em đỡ phải nghĩ vào cái cái cái, cái, uhm. cái việc đấy mà cái và em nghĩ là em thực sự đang 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 nếm được những cái sự tốt uh, đẹp của cái việc là mình mình không tự giới hạn bản thân mình vào những cái suy nghĩ kiểu như thế nữa những cái viễn cảnh mà thực mình còn chẳng biết là nó có tồn tại hay không nữa. em uh, trân trọng hơn là bây giờ mình đang có cái gì nếu mà mình có vấn đề ở hiện tại mình sẽ giải quyết cái vấn đề đấy và mình cần đến về đây và mình có thể làm được cái gì thì mình sẽ làm cái điều đấy để cho cái mối quan hệ của mình nó sẽ được như nó phát triển như cái ý mình muốn chị tự dưng nhận ra một điều ấy đó là một trong những cái lý do khiến cho các mối quan hệ dị tính nó rất là mang cái tính ràng buộc và cảm giác luôn có cái đồng hồ nó tích tóc tích tóc giả dạ sử cũng yêu xa như em đi kiểu hai cặp một cặp đôi đang bị tách xa như thế cha mẹ và bạn bè của hai bên cứ liên tục hỏi là thế cuối cùng có cưới không định cưới khi nào yêu xa đến khi nào cưới rồi cưới xong thì sao ai đi theo ai rồi có con như nào và chị nghĩ kể cả họ có chiêu ở trong cái tâm lý thì nghe những cái lời nói như thế cũng khiến người ta nổ tung lên và chắc chắn họ sẽ sợ tương lai khi có những người nhồi vào trong đầu họ những cái tương lai tiêu cực nó lại là, again là một cái đặc quyền của các cặp đôi mà xác định là thôi tôi sẽ nằm ngoài những cái kỳ vọng của xã hội ừ. thì cái xã hội nói gì thì kệ họ thôi ừ. Ok, vậy thì bây giờ chị thấy là em cũng đã chia sẻ rất là thật lòng và cởi mở về những cái trải nghiệm trong cuộc sống của em và chị cũng thấy em là một cái người may mắn vì có một gia đình yêu thương và chính nhờ gia đình yêu thương nên cũng may mắn luôn tự xét cho mình một cái tâm thế là mình là người chủ động và không có việc gì mình phải phải kiểu phải hy sinh những cái giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống của mình nhưng mà chị muốn hỏi là uh, chắc chắn là ngoài kia vẫn có những cái bạn họ không được như thế họ là nạn nhân của chính những cái kỳ vọng xã hội và nạn nhân của tâm trí của họ em nghĩ là em có một cái lời nhắn nhủ nào mà em muốn gửi đến những cái bạn đấy không em thì à em nghĩ em không hay tiếp cận vấn đề theo cái hướng là thúc người ta hay cổ vũ người ta làm một cái điều gì đấy mà nó quá là um, nó quá là táo bạo. Bởi vì là mình không phải là người ta nên mình không bao giờ biết được là thực sự điều gì sẽ xảy ra đối với cái cuộc sống của người ta nếu người ta dám làm như thế. Nhưng mà em chỉ mong là mọi người có thể tự nói với bản thân mình rằng và có thể tự nuôi dưỡng cái suy nghĩ rằng là sẽ luôn có cách sẽ luôn có cách và ngay cả đối với những cái trường hợp cụ thể như những bạn còn đang phân vân không biết mình nên điều chỉnh lại bản thân mình để cho cuộc sống mình nó dễ thở hơn thì em mong là các bạn ấy có thể tự nhìn rõ được bản thân mình hơn là xem cái việc chấp nhận bản thân mình hay là thay đổi bản thân mình, cái nào mới là cái quan trọng đối với các bạn ấy ừ. cái nào mới là cái thực sự các bạn ấy quan trọng à, thì thì bạn thì, thì các bạn có thể làm mất cứ điều gì đấu tranh bất cứ điều gì vì cái điều mà các bạn ấy cho rằng là quan trọng đấy và em nghĩ là sẽ luôn có một cái cách nào đấy ừ. thì sẽ mong các bạn ấy đừng đừng mất hy vọng là được ừ. yeah. luôn tin là mình sẽ có cách để xử lý và không bao giờ mất hy vọng và tin rằng một điều nữa là nếu mình không có cách xử lý thì bên ngoài kia sẽ luôn có những sự giúp đỡ nào đấy mình không thể nào biết được luôn ừ. sẵn sàng vươn tay, tay ra để để giúp đỡ mình. Và cuối cùng thì chúng ta sống trong xã hội cũng là người với người thôi. Đúng vậy. Và nếu như chúng ta đủ tử tế Đúng. thì sẽ luôn có những người yêu thương chúng ta Đúng. và tìm ra giải pháp cho chúng ta. Và cũng đừng ngại kêu cứu. Ừ. Đừng ngại kêu cứu. Bởi vì em nghĩ kể cả đối với những cái mối quan hệ dị tính mà, uh, mà đi đến hôn nhân và cái mối quan hệ đấy nó tiến theo cái chiều hướng bất lợi thì cái đáng tiếc nhất chính là người ta sợ phải kêu cứu, người ta sợ bị xã hội phán xét, người ta không dám kêu cứu nên người ta tự để cho người ta phải chịu đựng những tất cả những cái sự bất hạnh đấy. thì em nghĩ là mọi người đừng ngại kêu cứu, ừ. mọi người không nên ngại kêu cứu hoặc là cứ tin rằng là ngoài kia sẽ có Sẽ luôn có những sự trợ giúp nào đấy. Ừ. và có một điều chị học được sau khi nói chuyện với em ấy là chị nghĩ đôi khi chúng ta đừng quá để tâm đến cái kết quả ừ. Hôm nọ chị vừa đọc được một cái bạn nói là Yêu đương 10 năm mà không đến với nhau thì coi như cũng phí hoài Thế thì cái 10 năm đấy, 10 năm phát triển bản thân ừ. 10 năm học tập, 10 năm sống trên cõi đời, hít thở trên cái cõi đời này ừ. Nó lại bị ném đi một trăm phần trăm chỉ bởi vì ừ. là cuối cùng bạn không cưới người đấy Thế cái cuộc sống của bạn chẳng lẽ lúc nào cũng phải dựa trên một cái kết quả mà xã hội bảo là Ê đây, đây là cái trái ngọt nha, còn còn lại nó chỉ là kiểu củi khô à thì nó rất là phí hoài tự vứt đi những cái năm tháng và ký ức đẹp đẽ của mình bởi vì xã hội nói thế thì không đáng chưa nói đến cái vấn đề xã hội nói như thế nào nhưng mà đối với trải nghiệm trải nghiệm hẹn hò và yêu đương riêng của cá nhân em thì em nghĩ cái cái việc quá tập trung vào cái kết quả đấy cũng vẫn là một cái điều điều không nên yeah. đối với bạn trước em em đã quá nghĩ đến cái việc là một ngày bạn ấy uh, bạn ấy đi xa không ở gần mình thì cả mấy cả một cái thằng uh, gần một năm yêu đương này để làm gì vậy để làm gì vậy hay là bạn ấy đi như thế bao giờ bạn mới về về thì um, mình phải chấp nhận như thế mà mình không biết rủi ro gì thì cả cái quãng thời gian đến để làm gì vậy thì uh, em đã tập trung quá là nhiều vào cái kết quả và một cái kết quả quá là xa vời mà em tự tưởng tượng ra trong đầu thì đến bây giờ em không đối với người yêu hiện tại của em em không hình dung cái đấy nữa không hình dung là Tất nhiên là mình sẽ có vẫn có những cái hy vọng những cái kỳ vọng nhỏ ví dụ như mình có thể đoàn tụ mình có thể cùng sung sống với nhau này nhưng em không coi đấy rằng nó là một cái kết quả mà nó chỉ là một cái mở đầu của một cái hành trình một cái trải nghiệm mới thôi nó không phải là nó không phải là một cái kết quả và khi mà mình tập trung vào cái việc là bây giờ mình thực sự mình đang làm gì với nhau như này cái đấy mới là em nghĩ cái đấy mới là cái kết quả mình thực sự có cái kết quả ừ. nó ở hiện tại chứ ừ. không phải là bao giờ bao giờ cái một cái bức tranh tưởng tượng mình tô vẽ thật đẹp đấy bao giờ nó nó, nó xảy ra bởi vì mình luôn biết rằng là đến thậm chí đến một ngày mà cái bức tranh bức tranh đấy thực sự xảy ra thì nó cũng không phải là bức tranh treo trên tường mà rất là nó sẽ là một thước phim mà nó sẽ phải tiếp tục tiếp diễn với rất nhiều vấn đề đã đằng sau đấy nữa. Dạ. Ừ, ừ, yeah. Thì thì em em không hầu như em không phải bận tâm em nghĩ rằng là bao giờ thì uh, uh, mình uh, sống với nhau hay là làm cái này làm cái kia ừ hay là kết hôn hay gì đấy cả em nghĩ là cái gì đến thì nó sẽ cái đi đến nó cần phải ừ, đến nó sẽ nó sẽ đến nó sẽ tự nhiên nó đến yeah. Thế bây giờ chị có một cái câu này Chị rất là hay thích hỏi mọi người Ở trong ừ. cái podcast này Là nếu mà bây giờ em nghĩ về cái Cuộc sống hẹn hò của mình Và em so sánh bản thân mình Với một cái loài động vật Em sẽ thấy mình giống con gì nhất Con gì à? Hmm. Ừ nếu mà nói về cá nhân em thì em nghĩ em khá là giống chó <laughs> sao lại giống con chó mà chó gì em nghĩ là chó chung chung chó chung chung ừ. em nuôi chó không, không có à em chó chung chung thì chắc nhưng mà trải nghiệm của em chắc là chó ta <laughs> thì bọn nó rất là bọn nó rất là gần gũi ừ. nó rất là trung thành bọn à. nó rất là, bọn à. rất là bền bỉ bền Thế. bỉ nó thể hiện cho việc em bền bỉ làm gì ừ Tìm giải pháp Để giải quyết những cái vấn đề Lập vặt hay xảy ra Hoặc là uh, Bền bỉ trong cái việc là Làm uh, những cái thay đổi nhỏ nhỏ thì em nghĩ là Có những cái là cái Khi mình cần duy trì thì Em khá là bền bỉ Và em không ngại làm những cái gì đấy Cứ lập đi đập lại ừ. Ừ. Ví dụ như là Những cái cải thiện nhỏ nhỏ Ở trong ừ. các mối quan hệ ừ. Mỗi ngày cứ cải thiện một chút đúng không? Em nghĩ là thế ừ. Ừ. Ok rồi, thế thì uh, mình cũng uh, đã phỏng vấn một cái podcast cũng chắc cũng phải hơn tiếng rồi. Ừ. Và chị nghĩ rằng là cái podcast này nó sẽ mang lại rất là nhiều giá trị cho cả những bạn ở trong cộng đồng LGBT, lẫn các bạn mà đang ở trong những cái mối quan hệ dị tính, hoặc là những cái bạn mà còn đang cảm thấy là không biết tôi đang xu hướng tính dục như thế nào nhưng mà tôi cũng chưa vội lựa chọn chị nghĩ đây nó cũng sẽ mở cho mọi người những cái góc nhìn mới ừ. bởi vì ban đầu là chị nghĩ là mình chắc là sẽ nói nhiều về các câu chuyện hẹn hò của em ừ. nhưng mà cái thứ mà chị cảm thấy học được và cũng ngưỡng mộ ở trong cái buổi nói chuyện này đó là một cái tâm thế nó rất là sẵn sàng và cởi mở và một cái sự tự tin về việc mình xứng đáng được yêu thương ừ. chị nghĩ đó là cái thứ mà mình cũng rất là hy vọng là tất cả mọi người ngoài kia dù ở cộng đồng nào cũng đều có được cái tâm thế đấy khi mà bước vào những cái chặng đường kiểu yêu đương thậm chí là hôn nhân và sau này là có con cái. Ừ. Rồi rất cảm ơn em vì đã tham gia buổi podcast ngày hôm nay. Cảm ơn chị vì đã mời em chia sẻ. Em cũng không mong là phải chia sẻ nhiều giá trị gì cả, chỉ đơn giản là mùa vui cũng được một vài trống canh cho mọi người <laughs> nghe thêm để mọi người có thể thêm một cái câu chuyện để mọi người có thể giải trí hoặc là mọi người có một cái góc nhìn mới thôi. Ừ, okay. Cảm ơn em nhé. Bạn vừa nghe Trải Đề Nghiệm, podcast về những trải nghiệm ít được nói ra trong cuộc sống, được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên Spotify và YouTube. Nếu bạn có câu chuyện muốn kể, hãy điền vào biểu mẫu ở phần mô tả nhé. Và nếu bạn cần sự trợ giúp để tháo gỡ những vấn đề khó kể ra trong cuộc sống, thì hãy tìm đến mình tại website coachmaanh.com.